Để tôi không còn lãng mạn hay là để tôi không tính tiền tính bạc? Không. Anh kể đi, anh kể cái ngày mình đi á. Tuần trăng mật. Đó là vỡ mật. Sao vỡ mật? Vỡ mật đi tuần trăng mật vào Vũng Tàu á thì đi ăn cua ăn ghẹ rồi đó. Thì biết rồi đó, kể rồi đó, biết rồi đó. Vô bệnh viện luôn. Là không có tân hôn gì luôn. Thì coi như là ra sai spam xong là về luôn á. Ăn nhiều quá hay sao? Ăn trúng cơm cua cũ hay gạch cũ gì đó mình không nhớ nữa. Ngày hôm nay chúng tôi xin mời quý vị đến với cặp đôi tình trăm năm, đó là anh Tuấn Tùng 59 tuổi và chị Nguyễn Thị Mai là 58 tuổi. Xin chào anh chị. Dạ con chào cô chú. Dạ xin chào anh ạ. Thưa quý vị, đây là ba mẹ của ca sĩ Phương Vi Idol. Anh chị là có mấy cháu nha? Chị thì có ba cháu, hai trai một gái. Hai gái một trai. Không quên, thấy chưa, Linh làm chị lộn xộn, chị quên rồi. Quên anh luôn rồi chết. Phương Vi con gái lớn chị á. Anh chị cũng hát hay lắm á nha. Linh còn nhớ câu chuyện ngày xưa anh chị quen nhau đi lúc đi tập văn nghệ gì đúng không ạ? Đúng rồi, chung phường. À chung phường lúc chung phường. Khoảng năm 84 thì anh đi Thanh Phong về sinh hoạt ở dân nghệ ở chung với phường á. Bà xã thì hát, anh đánh đàn. Một người bạn cũng chung nhóm đánh bass. Mà cái cậu đó thì thực ra thì cũng rất là thích bà xã à. Mà lúc đó thì không có phải là mình cũng không phải là mình đeo đuổi cái chuyện này. Nhưng mà bà xã bà thích, bà thích anh. Nhưng mà những cái bà phụ nữ bà không dám nói, con gái không dám nói. Nhưng mà cái cậu ghê thích, giống như là cũng có những cái ngang trái vậy đó. Chỉ thích solo hơn là bắt. Tới một ngày, thực sự ra bước tới một ngày đi dợp nhạc. Hồi đó đi xe đạp thôi, anh một chiếc, cái cậu đánh bát một chiếc. Cô này lại không leo lên cậu đánh bát mà leo lên xe anh. Sao vậy cô? Tại lúc đó anh đẹp mà. Anh đẹp trai mà. Không, thật sự lúc đó thì cô cũng thầm thương trộm nhớ ảnh rồi. Nhưng mà đâu có dám nói đâu Linh. Em hỏi thiệt chị à, chị mê cái tiếng đàn solo hay là chị mê anh đẹp trai? Vừa mê đẹp trai mà vừa mê anh đánh đàn. Linh biết không, hồi xưa anh đánh đàn anh chỉ biết ngồi anh đờn chứ không bao giờ anh nói một lời nào hết á. Vậy đó hả? Chị chỉ ngồi chị ngắm ảnh đờn rồi cái gương mặt ảnh nó theo cái nhịp đờn của ảnh thôi à. Mà chị thương vậy á. Cách đây là giờ là nhiêu năm, gần bốn ba mấy năm đó, thì Linh hình dung như là lúc đó là thì cái gương mặt cách đây 37 năm để nó búp bê à, mà đánh đàn lãng sao chịu nổi. Sao chịu nổi. Em rất muốn luôn chúng ta trở lại một cái ký ức đó. Bây giờ anh thử solo một lúc rồi đó. Dạ. Rồi chị ngồi chị nhìn anh thử coi mình cảm giác thế nào nha. Dạ. Ba vị tập cho chúng tôi mượn cái đàn nữa nào. Anh có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ, anh có nghe thu về hết dấu cô liêu, và em có nghe khi mùa thu tới mang ái ân mang tình yêu tới, em có nghe nghe hồn thu nói mình yêu nhau nhé. Anh có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ, anh có nghe thu về hết dấu cô liêu, nắng úa giật mi em và mây xanh thay tóc rối, đôi môi em thơm nồng tình yêu vương vương mà hồng, sẽ hát bài cho em và ru em yên giấc tối, ngày mai khi mưa ngang lưng đồi chờ em anh nghe mùa thu trôi. Em có mơ mùa thu cho ai nức nở, em có mơ thu về hết dấu cô liêu,
em có mơ khi mùa thu tới, hai chúng ta sẽ cùng chung lối. Anh với em mơ mùa thu ấy, tình ta ngát hương. Chào Tóc. Hát giờ này còn khóc nữa thì lúc đó sao? Chị khóc đây là những giọt nước mắt hạnh phúc của chị á. Tại vì chị nghĩ là ông trời đã do chị được làm vợ của ảnh suốt mấy chục năm trời. Mỗi lúc mà ảnh đang ngủ mà chị chỉ cần khều thôi, anh ơi đo huyết áp giùm em, là ảnh bật dậy giống như một cái lò xo vậy đó. Là ảnh đo huyết áp cho chị mà lên một cái là ảnh chạy thẳng lên bếp cắt miếng chanh dắt vô miệng cho chị liền. Rồi cứ ngồi coi chị khi nào mà chị xuống hết huyết áp thì bắt đầu mới đầu là mới ngã lưng lại. Dù lúc đó là 1-2 giờ đêm. Tuyệt vời. Cái tình thương của anh đối với bà xã thì lúc nào nó cũng tràn đầy. Và Linh thấy trong mắt chị nó hạnh phúc tuyệt vời làm sao đó, qua cái tiếng đàn thôi. Để chứng minh được rằng là tình yêu của anh chị 30 mấy năm nó vẫn như đông đầy như lúc mà mình mới yêu nhau vậy đó. Lúc đó đàn xong rồi, hát xong rồi, bắt đầu leo lên xe đạp rồi, mình có tưởng tượng lúc đó mình có nghĩ là trong đầu bắt đầu là của nhau rồi không chị? Lúc đó thì cũng chưa dám đâu, tại vì nhiều người theo ảnh lắm. Mà chị lúc đó chị thiệt sự đẹp thì chị không biết chị có đẹp không, nhưng mà chị lùn beo cho nên chị không biết là có vô mắt ảnh không. Quen với chị được 1 tháng rồi bắt đầu ảnh mới hẹn hò với chị. Hồi nãy chị nói chị lùn beo à. Vậy thì anh yêu chị điều gì nhất? Ngay từ đầu tiên thì thích là cái bà xã là cái nụ cười. Khi mà đi tập hát này nói cho là tính cách bà xã nó hiền lắm. Cái nụ cười nó hiền, hiền lành đúng không hả? Sao con cười có Lan? Hơi điêu thuyền quá. Chú, kỳ quá, chú đang phá vỡ một cái bầu không khí rất là đáng yêu như thế này. Cô ơi, rồi cái lúc mà, cái ngày mà hai cô chú đèo nhau trên chiếc xe đạp đầu tiên đó, thì sau đó có sự kiện gì xảy ra hay không? Chú có ngỏ lời yêu cô hay không, hay là như thế nào để mà hai người xác định là của nhau? Hồi xưa là giống như nhà của ảnh thì trong hẻm, còn nhà của cô thì ở ngoài đường Trần Văn Đan này. Ảnh muốn hẹn cô đó, ảnh cho em ảnh ra nhắn tin thôi. Ủa gì kỳ vậy? Bà già khó, không có cho quen. Nhưng mà sao chú biết không cho quen? Bộ chú có nói rồi hay sao? Giờ tới một lần tới nhà bà già, vợ anh nói là thấy bà nói thôi mày mới mốt mình ra đây chơi nữa, kiểu vậy. Thế là chưa gì hết trơn mà bị chặn đầu trước rồi hả cô? Cho nên hồi xưa mà ảnh hẹn đi chơi á là phải nhờ người bạn thân của cô á, là bạn Lan bây giờ đó, đi nước ngoài rồi, thì giả bộ ra rủ cô đi chơi. Xong rồi ra tới cây xăng đó là gặp ảnh xong rồi bàn giao xong rồi là ông Lan nó phải đi cái ngõ bọc, nó đi ra đi lấy kiếm má chị là ngồi trước nhà canh. Khó khăn lắm. Vậy là giờ phải cảm ơn cái cô Lan đó đó. Có cô Lan đó, bởi vậy lâu lâu về là chị cứ nhắc Lan ơi mày nhớ ngày xưa mày dắt nó đi gặp bồ ông Lan, là cứ cười với nhau. Không có Lan thì không có ba người con ngày hôm nay. Không có cầu nối hôm nay á. Cứ đi về hoài thì từ từ má biết, thì cái ba mới nói thôi nó thương đâu thì gả nó đi. Ảnh đó nha, hồi xưa á, mỗi lần mà ảnh chạy ngang nhà chị á, là chị với con bạn Lan chị á, là chị hát câu này để chị chọc ảnh nè. Đi đá banh bằng quần xanh áo đỏ, đi bứt cỏ bằng quần đỏ áo vàng. Là ảnh bằng quần đỏ vàng mà có một bộ đó duy nhất, ngày nào cũng chạy ngang nhà chị hết. Cứ đi ngang là chị hát bài đó, cái quay lại liếc chị là đi. Ủa nhưng mà sao có một bộ, hay là muốn gây ấn tượng anh? Đi đá banh á thì phải mặc cái bộ đồ đó. Đi đá banh nó có cái bộ đó, đi đá banh thôi. Mà xưa nói thật là nó cũng khó khăn lắm. Thời đó mới giải phóng thì nó cũng còn khổ đó. Chở chị đi chơi vòng vòng vậy á, chứ có được ăn kem ăn gì đâu. Cứ chở chị đi vô quẹo đường Tú Xương, cái cứ vòng qua. Đi Tú Xương chi trời? Kiếm bóng tối. Còn cái đường đó nó không có đèn. Rồi bây giờ hỏi cái bóng tối đó nè, đặt nụ hôn ở trong bóng tối đó hay là đặt nụ hôn ngoài ánh sáng nè? Nụ hôn đầu tiên đó ở ngay cái đường Điện Biên Phủ đó. Đạp hồi đuối thì tấp vô đó, rồi đứng nói chuyện chút rồi cái đi về thôi. Ủa chứ không hôn chứ hả?
Có khi hùng, có khi không. Quỷ quỷ. Lúc đó là cô nhỏ xíu à, cô có chút xíu à, có khi nào chú chở cô mà chú tưng cái cô lọt xe mà chú không biết không? Không có tưng lọt xe. Lúc đó là chị đi làm ở xí nghiệp 204 cấp thoát nước á. Chị đạp chiếc xe đạp nhưng mà thật ra trống đâu có tới đâu cưng. Xe đạp đầm thôi, trường vậy đầm thôi. Chiều á thì ảnh lên đón, bắt đầu đạp về, đạp tưng về cái đi ngang cái cống mà xếp á. Chỗ đường thì nó là đang cái chợ nhỏ. Chợ nhỏ xíu. Mà cô nhảy xuống á thì mắc cỡ với ảnh. Giống như mình chống không tới, cứ cà nhấp hồi nhấp hết nổi rồi cái cô mới té lên, té xuống mà té luôn. Ngay cái bà bán quyết á, quyết heo á, mà cái có một quyết người lớn tuổi đang ngồi lựa quyết, cô té lưng bả. Bà ơi, ôi trời ơi, cái gì thế, nhìn xuống quyết nó văng đầy được, quyết nó đổ đầy được. Trời ơi, Linh ơi, đổ đầy được luôn hả? Đó là chị muốn độn thổ luôn á. Cái rốt cuộc là phải xin lỗi hay đền? Mình đền, anh đền đúng không? Đúng rồi. Thì cái lúc đó mới muốn trốn dưới đất cho nó xong đi. Trời ơi, cái kỷ niệm đó là không bao giờ quên á. Trời ơi, nó thiệt, nó mắc cỡ mà nó nhục nhã. Rồi lúc đó có cho chú đưa về không cô? Hay là thì đuổi luôn? Lúc đó là... nhà rồi, gần tới nhà rồi. Gần tới nhà rồi thì lúc đó là phải xuống cà nhấp rồi phóng lên xe thôi. Chứ sao giờ còn gì nữa đâu, mắc cỡ té cái đùng. Rồi còn có một cái kỷ niệm nữa nha Linh. Lúc mà hai nhà là ba mẹ cho cưới rồi đó, chị mới về chị xin má chị tiền để mua cái đôi guốc mà phải 1 tấc 2 mới được, chứ lùng quá bận sơ rê sao được. Hồi xưa là guốc cao vậy rồi đó hả? Hồi xưa là cái thời đó là guốc cao rồi đó, chị mua 1 tấc 2. Ui là trời. Rồi cô săn được đôi guốc đó là cô cũng siêu lắm luôn á. Nó hiếm lắm mà mua được rồi thì chở mình về đi, không chở mình ra sông Bạch Đằng. Bến Bạch Đằng á, cái bãi cỏ rồi đó, ra bãi cỏ ngồi cái dựng xe, cái hai người đau lưng nhìn nhau, nhìn ra sông, họ quay ra nó ăn cắp dép. Mất luôn. Giày dép bóp gì nó ginh hết trơn á trời. Mang chân đất đi về luôn, chở xe đạp chạy đi xe đó. Trời ơi, mà phải đi chân thông về. Cái về tới nhà, cái chị mới nói thôi anh về anh xin má anh tiền đi, em mới xin mẹ rồi giờ không có dám xin nữa đâu. Cái ảnh phải về anh xin má thì má anh cho mới mua lại đôi guốc khác. Đêm tân hôn nó còn lãng mạn không hay là đêm tân hôn tính tiền tính bạc? Không. Anh kể cái ngày mình đi. Ủa, cái đó là vỡ mật. Sao vỡ mật? Vỡ mật đi tuần trăng mật và Vũng Tàu á, thì đi ăn cua ăn ghẹ rồi đó, thì biết rồi đó, đó kể tới đó là biết rồi đó, vô bệnh viện luôn, là không có tân hôn gì luôn. Thì coi như là ra xe qua hôm sau là về luôn á. Ăn nhiều quá hay sao? Không, ăn trúng con cua cũ hay gạch cũ gì đó mình không nhớ nữa. Ra mọi người đêm tân hôn đừng có ăn cua ghẹ giùm tôi cái nha. Ăn cái gì đồ nóng nóng nha mọi người nha. Nói chung là cứ nước sôi làm tới rồi chứ được làm gì hết. Đám cưới xong rồi thì bao lâu anh chị sinh con? Năm 6, 87 đó. Năm 87 đó. Chị sinh Bi đó. Trời mà hồi có bầu Bi thì thật sự tụi chị cũng khổ lắm. Mới lấy nhau thì tiền mừng, tiền đồ trả nhà hàng hết, là hai chồng còn dư 2 chỉ vàng. Tạo dựng từ cái 2 chỉ, nhưng mà thật ra lấy tiền hình cưới hết 5 phân rồi là còn có 1 chỉ rưỡi thôi. Lúc đó thì mình đi buôn. Tức đi buôn chuối ở Giấc Mơ Gia Kiệm. À. Mà sau là không có đi, mới nhảy ra Hùng làm áo cưới với chị Xí. Làm áo cưới cho thuê áo cưới. Thời mà chị làm áo cưới là Bi nó mới có 2 tháng à. Chị đẻ nó có 2 tháng là bắt đầu là đi làm đồ cưới mà tội nhất. Cái thành phố của mình chắc chừng 10 mấy tiệm áo cưới à. Tiệm áo cưới thì Linh tưởng tượng đi, tới một cái ngày tốt bao nhiêu cái đám cưới, thành thử ra ví dụ tiệm của chị là một buổi sáng không là phải trang điểm 10 mấy 20 cô dâu, thì Linh tính đi phải chia giờ ra. Bắt đầu là 5 giờ sáng mình phải hẹn cô dâu ra đứng đầu, có 2 giờ đó làm không, 2 giờ thì sau này còn cái lúc mà em mới đẻ Bi á là làm tại tiệm. À, làm tại tiệm. Thì Linh biết không, 5 giờ cô dâu phải đứng xếp hàng vậy nè, cô dâu nào ấy là phải giữ Bi cho chị. Giữ nó chứ đâu có ai giữ, đâu có người làm, đâu có người làm đâu, thời đó đâu có người làm. Thì phải nè, giữ con chị nha, bắt đầu chị trang điểm cho cô dâu này, chị lái là lo hết đi nha. Cô dâu là phải xúm nhau lo, thì cô dâu này về cái cô dâu tiếp lên mà cứ vậy đó Linh. Ủa, lúc anh chị có đi hát có tiền không? Đi hát là trước đám cưới, chờ đám cưới
sau khi đám cưới là bỏ, không bỏ hát rồi, bỏ luôn. Sao giờ cô chú? Tại cô chú hát hay quá mà. Tại vì hồi xưa bà xã lúc trước lấy anh đó là hát thương miền Nam á, chung với Thế Sơn, với Dân rồi, Sơn rồi. Với lại Mỹ Lan á, là năm 84 á. Rồi sao quen với anh là sau theo chồng bỏ cuộc chơi. Trời ơi, đàn anh cũng bỏ luôn hả? Bỏ luôn. Cái cuộc tình anh rất là lãng mạn, rất là trữ tình thông qua âm nhạc. Thì đó. Rồi tự nhiên cưới nhau là tất cả mọi thứ lãng mạn, trữ tình nó thì bởi vậy bắt đầu lao vô cơm áo gạo tiền. Đầu ra làm nghề của bên gia đình bà xã là áo cưới. Nhưng mà trong khi đám cưới mình có bàn nói chuyện đó không, hay là mình đám cưới xong mà nó không, dẫn dắt mình theo đám cưới là nó nhào vô luôn à, đám cưới là nhào mình không tính trước, là mình không tính trước gì đó. Cái gì đó đó thực ra cũng mới 22, 23 tuổi thôi. Vậy là làm biết không, cái thời mà cô đi hát á, thật ra là lương không có nhiều đó. Nhưng mà cái đoàn Hương miền Nam á là Lan biết không, ngày thường thì diễn có một suất thôi, nhưng mà tới thứ bảy là diễn 3 suất, mà chủ nhật là diễn 4 suất. Vừa mới chào màn kéo xuống là ca sĩ nghệ sĩ với là lăn ra đó, là sàn là nằm hết rồi, mấy tiếng sau là bật dậy là trang điểm lại để mà diễn tiếp. Yeah. Nhưng mà thật ra cũng không có nhiều tiền, thành thử ra là khi mà lấy chồng rồi mình nghĩ cái nghề ca hát nó cũng là cái duyên của mình tới đó thôi, thành thử ra mình phải đi làm ngoài mới kiếm tiền nuôi con được, chứ không thể nào mà mình đi hát được. Vậy là lãng mạn từ khi quen nhau cho tới đám cưới là hết hết là bắt đầu đời nó giặt. Đó có bầu Quy đi xe đạp, hai chồng lóc cốc đạp trưa nắng đi lên cầu Sống Củi. Đến tới giữa cầu thì cái xe nó đổ, đùng cái bánh xe nó đổ, trong túi không có tiền. Dắt bộ từ ở cầu Sống Củi về tới gần Ngô Quyền á, là tiệm của ông anh bà xã đó. Xin tiền, ông mới mượn tiền, ông mới đi giá cái xe. Mà hai chồng cứ đứng trên tỉnh cầu mà nhìn xuống sông. Nhìn chi? Quan trà là cái xe xuống sông đi rồi cho nó mệt. Đã khổ rồi, bánh xe còn bể nữa. Mà chị cái bụng bầu 7 tháng rồi, trời ơi, mình lết bộ từ đó mà về tới Ngô Quyền. Lúc đó mình cũng còn mới thanh niên mới lớn, mình nói mấy cái chuyện đó là đúng, mình không có làm cái gì hết. Mà lúc đó thấy thương cô chứ mà. Nhưng mà chú hồi xưa cô là trang điểm, thì chú làm gì trong tiệm? Giặt đồ. Dạ. Yeah. Giặt đến 1-2 giờ đêm luôn á. Giặt bằng tay. Thời đó đâu có máy. Mà mới giặt, thật ra giặt đồ cưới cũng giặt được. Ồ, bao giờ mình giặt mình rơi nước mắt mình nói trời, thằng ông mà suốt ngày cứ đi giặt quần áo. Bây giờ cũng phải chịu thôi. Đâu có thuê người làm được, mà thuê người làm phải tốn thêm một khoản tiền nữa. Giặt xong rồi xách hai cái xô lên cái xe đạp, chạy lên nhà ông anh cách đó cũng khoảng cây số, ở cũng là tiệm áo cưới luôn, cũng trên con đường Trần Đạo. Dắt chứ không phải là sấy, dắt cho nó khô đem về mới phơi. Về tới nhà 3-4 giờ sáng rồi bắt đầu, một là chở bà chị đi trang điểm ở ngoài, thì bà xã ở nhà làm cho cô dâu ở nhà. Vậy thì bây giờ anh phải tự hào rằng anh chính là người đàn ông giặt đồ để đong đầy hạnh phúc. Thì với cái gì mình cũng phải làm được thôi. Bao nhiêu lâu thì hết cái cảnh giặt đồ đó anh? Tại vì cái giai đoạn làm ăn nó thì nó cũng cả năm cái thông rồi ra nhảy ra buôn bán đồ hộp ở Nguyễn Kỳ Đồng, Nguyễn Thông, cũng làm đủ thứ chuyện hết á. Ủa giặt đồ đang ngon quá mà sao rồi? Chỗ đó lại nghỉ không làm nữa. Ủa sao không vậy? Làm một cưới nữa, mình nhảy về bán đồ hộp cũng tâm. Tại bà già của bà xã đó là có một cái sạp ở Nguyễn Thông à, thì mới về đó thuê một cái sạp ở đó để bán. Thấy là cưới cực quá kiểu vậy. Việc thì có bao giờ anh chị giận nhau mà không nói chuyện với nhau, hay là cãi nhau gì nó lớn chuyện không anh chị? Cũng có chứ, chắc chắn rồi. Lúc đó thì mình làm gì? Anh với bà xã anh giận nhau, anh xách xe anh đi một mình thôi. Xách cần câu anh chạy ra ngoài Đà Lạt, chạy xe một mình ra Đà Lạt. Anh ngồi 3 ngày ngoài Hồ Xuân Hương á. Ô là trời. Ngồi từ sáng tới chiều luôn. Không có con cá nào mà ngồi 3 ngày luôn. Ngồi suy nghĩ gì anh? Mình cảm thấy cái sự cô đơn buổi tối á. Đến khi 3 ngày sau thì anh về thì cái sự giận hờn này nó cũng tan biến hết. Rồi 3 ngày đó chị làm gì? 3 ngày đó thì chị vẫn phải lên tiệm làm áo cưới. Thì bà xã làm áo cưới. Rồi phải đưa đón con cái. Bà xã bà vẫn cuốn cái công việc. Nhưng mà lúc đó cô có giận nhiều nữa hay không, khi mà ở đây thì công việc quá nhiều mà chỉ vì cãi nhau mà chú lại bỏ đi như vậy? Không, lúc đó thật sự mà nói thôi anh đi thì anh đi, mà thà thiệt là để anh đi. Chứ còn nếu mà ở nhà rồi cứ phải gây nhau, nó cuốn theo cái câu chuyện nó cứ gây hoài. Bắt đầu 3 ngày sau về gặp nhau là ôm nhau khóc thôi. Thực sự đến ngày hôm nay nói, cái ngày hôm đó mình gây nhau vì chuyện gì đến ngày bây giờ mình cũng không nhớ luôn. Linh tưởng đâu là lúc mà anh chị giận nhau chúng ta đem đàn ra hát như những cái bài tình ca, chúng ta quên đi cái đánh không nổi. Đánh không nổi đâu Linh ơi, tại vì cơm áo gạo tiền, trời ơi, tiền nhà nó quần một tháng mấy chục triệu. Không có dám ôm đàn mà hát đâu. Thực ra chị cũng một người phụ nữ có tài mà, chị làm ra tiền mà. Nếu thực ra lúc đó mà chị nghĩ về chị, cá tính của chị nó mạnh hay cái tôi của chị nó lớn thì chắc không có ngồi ngày hôm nay đâu. Đúng rồi. Những người đàn ông cần phải xem lại, khi mình nóng tính hay gì đó thì người phụ nữ gần như chịu đựng hết. Anh còn có thể đi giải trí câu cá ngồi ngoài Đà Lạt, anh còn này kia còn chị, lúc đó là tất bật với cơm áo gạo tiền. Đúng rồi. Nếu người phụ nữ lúc đó chỉ cần
manh động chút xíu thôi là gần như hạnh phúc tan vỡ. Đây cũng là một cái điều mà rất nhiều người phải học hỏi. Và thật ra đây cũng là một điều mà nhiều người đàn ông phải rút kinh nghiệm. Thật ra những cái điều mà giống như bà xã vừa anh vừa nói với Linh đó, thì điều đó rất là đáng quý trong cái suy nghĩ của anh. Nhiều khi anh nghĩ mình giận hờn mình bỏ đi vậy, mình cảm thấy mình không có trách nhiệm. Nhưng mà khi mình suy nghĩ lại, chắc chắn mình sẽ quay về. Chắc chắn mình sẽ quay về rồi. Rồi đây là cái gia đình của mình. Với lại cái thời đó nó chưa có studio rồi đâu rồi Linh. Ở tại bên kia thì người ta có thì khách nó vô đông. Thành thử chị mới bàn với ảnh là thôi về mua mấy cái màn nhung em văn, ngày khi nào chụp phong xanh kéo màn xanh. Ông chửi chị mắt ông đi sắp xe đi. Cái gì mà bôi mèo dữ vậy, kéo vậy kéo vậy. Thôi tôi có làm là đi. Anh cũng là làm thợ chụp hình cũng 20 năm á. À, vậy đó hả? Cũng làm nhiều nghề quá hả? Ở đây cứ trang điểm xong đẩy cô dâu ra là anh đứng ở đó làm khi nào tối mịt anh mới về luôn á. Không có thoát đi đâu hết nha. Không thoát đi đâu được ý hết. Ý bà xã anh cũng hiểu. Ý anh bà xã anh cũng hiểu là muốn về làm chung là coi như là nấm vậy nè. Nấm trong tay vậy nè. Con nhận thấy Vi là một con người được sinh ra trong một cái môi trường rất là hạnh phúc, được nuôi dưỡng bởi tình yêu của ba mẹ rất là nhiều luôn. Ngày hôm nay là con nghe được cái câu chuyện tình lãng mạn của cô chú lúc mới yêu nhau cho đến lúc cưới, con lại càng thích nhiều hơn nữa. Và cái ngọn lửa tình yêu trong cô chú ngày hôm nay vẫn còn bùng cháy. Một trong những bí quyết đó là cái lá thư này đây. Đây là lá thư của chú viết gửi cho cô. Mà nào giờ quen chị đâu, bây giờ viết thư đâu, bữa nay mày đặt viết thư. Vậy hả cô? Chưa bao giờ viết thư, lá thư tình đầu tiên. Đây con sẽ đọc cho cô nghe. Gửi em, bà xã của anh. Đây có lẽ là lần đầu tiên anh có dịp viết thư cho em. Thấm thoát anh và em cũng được 40 năm, anh và em cùng chung một nhà. Cũng nhiều kỷ niệm buồn vui, những lo toan cơm áo gạo tiền. Chúng ta đã cùng nhau vượt qua những điều đó. Hôm nay anh rất vui và hạnh phúc vì có em và các con, các cháu. Cái khoảnh khắc anh ra ngoài mua đồ rồi quay lại giường bệnh thấy trống trơn. Trong phút giây đó, anh hoảng sợ vô cùng vì chuyện mổ xẻ đâu có đơn giản. Anh không biết đấy có phải là lần sau cùng anh còn gặp em hay không. Anh chưa bao giờ biết sợ đến như thế. Sau khi em khỏe mạnh ra viện, anh vui mừng khôn xiết vì thế là mình sẽ còn nhiều thời gian bên cạnh nhau. Nhưng anh không biết thể hiện cảm xúc như thế nào. Anh chỉ biết từ nay anh có thêm một trọng trách to lớn là chăm sóc cho em, khiến em luôn vui, khiến cho em cảm thấy vui vẻ. Đôi lúc anh khiến cho em buồn, chưa làm em hài lòng. Nhưng em hãy tin rằng anh sẵn sàng làm mọi điều chỉ để mình ở bên nhau thật hạnh phúc em nhé. Mới đây á, Linh biết không, chị đi chơi với mấy anh chị chồng chị đó, cái đêm ngủ gì bị con gì nó cắn ở đây nè, nó sưng mặt. Bởi vậy tính là bữa là không biết có quay được chương trình không, tại nó sưng quá. Thì là đêm đó ảnh không ngủ được, ảnh cứ ngồi nhìn chị, ảnh sợ là tại chị đang bệnh kia đó, rồi không biết cái này nó có phải do cái bệnh kia nó phát không. Mà quyền đêm ảnh ngồi ảnh nhìn chị. Mà trời Phật thương chị đi đúng bác sĩ á, sức thuốc chứ uống thuốc thì nó xẹp. Bởi vậy bữa nay mới lại gặp được Quyền Linh với lại Ngọc Lan. Thật ra là Linh nói chuyện với rất nhiều đàn ông đôi khi người ta chỉ nói thôi, nó không xuất phát từ trái tim của họ. Nói đến người phụ nữ vừa lòng, hài lòng. Nhưng mà với anh thì gần như ít nói, nhưng ánh mắt của anh đó trọn vẹn cho chị luôn đó, từ nãy giờ luôn. Bệnh tật thì không ai nói được hết. Linh nghĩ rằng là khoa học đã phát triển rồi, chúng ta quên đi cái bệnh tật đó đi, đừng nghĩ về nó nữa. Cái tinh thần hết sức là quan trọng. Coi như con người ta bệnh đó, lúc nào cũng nghĩ bệnh đó thì nó càng suy sụp hơn nữa. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái kết quả của gần 40 năm để xem kết quả là gì đây. Ba mẹ ơi, con mới bd. Năm nay là con 36 tuổi rồi, thì cũng đã ăn bám ba mẹ cũng là 36 năm rồi, chưa rời một ngày nào hết. Tới lúc có chồng có con vẫn không chịu rời ba mẹ luôn, cho nên con cũng là chắc là người chứng kiến nguyên một cái hành trình hôn nhân của ba mẹ trong ngừng bấy nhiêu đó năm rồi. Thì phải nói là con thấy rất là nhiều chông gai, rất là nhiều những cái trận cãi vã nè, rồi nói chung là long trời lở đất dữ lắm.
Nhưng mà cũng có rất là nhiều những cái khoảnh khắc mà rất là, mà ở trong đó những khoảnh khắc đó con học được rất là nhiều những cái bài học về hôn nhân từ ba mẹ. Từ những cái bông hồng đầu tiên mà ba tặng mẹ ngày 8 tháng 3 nè, rồi cả tới những cái ngày mà ba mẹ đi phượt cùng với nhau, những cái buổi sáng đi phượt với nhau, 5 giờ sáng dậy mẹ mệt nhưng mà mẹ biết là ba rất là mê đi phượt, nhưng mà mẹ vẫn, dù mệt nhưng mẹ vẫn ráng ngồi bật dậy để đi cùng với ba gần cả ngàn cây số từ Sài Gòn đến Hà Nội để được đi cùng với ba ở cái độ tuổi mà không phải là dễ dàng để mà đi phượt bằng xe Honda từ Sài Gòn ra tới tận Hà Nội. Chỉ vì ba rất là mê phượt và mẹ muốn dành cái thời gian đó để có được những cái niềm vui trên suốt những cái chặng đường phượt đó cùng với ba. Và con cũng đã từng chứng kiến những cái cảnh mà những cái hôm mà mẹ bị bệnh, ba ngồi đầu giường ba chăm, hay là những ngày mà ba bệnh mẹ lo cơm nước ngồi đầu giường chăm từng giờ từng phút không có quên một cái giây nào cùng với nhau đó. Cho nên là nhìn vào ba mẹ mà con biết được là hôn nhân hạnh phúc là như thế nào. Hôn nhân hạnh phúc không phải là chỉ là những cái giây phút mà vui vẻ bên nhau, hạnh phúc bên nhau mà có nước mắt, có nụ cười, trải qua hết tất cả những cái chông gai cuộc đời mà vẫn còn có nhau. Anh có thể nói với chị điều gì trong giây phút này sau khi xem cái clip của con gái xong và ngược lại? Anh không hứa hẹn điều gì với em á, nhưng mà với anh thì chắc chắn một điều, anh sẽ yêu thương và chăm sóc lo lắng cho em hết suốt cuộc đời này. Em cũng vậy, em cũng mãi mãi yêu anh với mấy cái bầy con bầy cháu của anh. Dù mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời, dù cho em đang tâm sẽ nát tim tôi. Trách một đời cũng đã muộn rồi. Tình ơi, dù sao đi nữa tôi vẫn yêu anh. Tình ơi, dù sao đi nữa anh vẫn. Mình phải nói bày tỏ cái hạnh phúc của anh chị. Tôi mong rằng tất cả những cặp đôi trên thế giới này hãy yêu nhau từng giây từng phút. Hai chồng xin cảm ơn Quỳnh Linh và Ngọc Lan cũng tạo cái điều kiện cho hai chồng có mặt trên chương trình này, chia sẻ hạnh phúc với tất cả mọi người. Xin cảm ơn chương trình. Phải cảm ơn anh chị, một cái nguồn năng lượng tuyệt vời trong tình yêu các anh chị đã truyền cho rất nhiều cặp đôi. Trước hết xin chào Vinh. Dạ. Dạ. Ngọc Lan. Dạ, con tên Ngọc Lan. Dạ. Dạ, với cô bác xem đài. Dạ. Tôi thì 65 tuổi, Nguyễn Thành Tuấn. Dạ. Ở huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Dạ. Thì cũng nhờ Quyền Linh với Ngọc Lan đây cũng dẫn trình đưa tôi cũng hay này, tôi cũng mê lắm, tôi cũng có xem. Thật sự thì cũng giờ theo lời của Quyền Linh nói. Như nãy Quyền Linh nói là sao? Chú ở Chợ Gạo là chú làm công việc gì ở dưới?
Mình trồng vườn, chợ gạo là trồng ớt rất là nhiều nha. Ủa? Đặc biệt chợ gạo không phải là nghe nó chợ gạo. Tôi tưởng trồng lúa. Chợ gạo là rất là nhiều ớt luôn, cũng có lúa nhưng mà trồng ớt nhiều, đúng không chú? Dạ đúng rồi. À, chú ở nhà mình trồng vườn làm cái gì? Tôi thì nhà vườn dừa. Dừa có sầu riêng không? Không có sầu riêng, sầu riêng trồng không được, có trồng rồi mà trồng không được. Không được, trồng dừa. Dạ, dạ, mình dừa. Được mấy con dừa chú? Hai ba công. Hai ba công. Dừa là dừa dừa sim dừa. Dừa chim, dừa trái bự á. Dừa trái bự ha. Rồi trước kia. Dạ. Trước kia là trồng xoài. Dạ. Cái trong cái xoài rồi chịu không nổi. Nước nhiễm mặn đó chứ không? Không phải là xịt á, xịt thuốc á. À. Để dưỡng cây dưỡng trái á thì dạ. Chịu không nổi. À. Là thành ra thôi đi mua cây cưa máy về một mình cũng làm luôn. Cưa hết luôn? Cưa bỏ luôn. Trời biết trồng ơi. Dừa. Đó, hiện giờ trồng lại cũng 70-80 cây dừa để... Nhưng mà thấy dừa thì nó khỏe hơn thấy mà mấy bao nhiêu năm nó có trái á chú? Cái dừa hả? Dạ. Cái dừa khoảng chừng 5 năm. Từ 5 năm trở lên. Vậy là chú trồng được mấy năm rồi? Cỡ mười mấy năm rồi. À dạ. Vậy là dạ. Cái công việc làm vườn có mình chú làm hả chú? Thì nhà có mình thôi. Kệ mình làm ra ra chứ không... Cô làm cái gì? Chào chú Quyền Linh. Dạ. Chào cô Ngọc Lan. À, trước khi chia sẻ chuyện... hôn nhân gia đình á, dạ. Thì tôi xin hát một câu giọng cổ. Wow, là chắc là đời ca tài tử gì lắm nè. Ông thích hát mà hai vợ chồng á thì tôi thì thích cổ nhạc, ổng thì thích tân nhạc. Ủa vậy đó hả? À. Vậy ít có hay nào hát song ca lắm hả? Không. Tôi xin hát một câu giọng cổ trong bài Con gái của mẹ. À, đây là cái câu hát đã làm cho tôi nhớ ngày tôi lên xe hoa theo chồng á. Tôi cũng được má tôi dặn dò như vậy. À. Năm đó là 18 tuổi. Dạ. Thấy con nên chuyện thất gia, lòng già cũng mừng vui vui chút. Nhưng nghĩ tới chuyện làm dâu khó nhọc, mẹ vừa thương vừa lo sợ trong lòng. Quả. Không biết rồi đây con có làm đẹp giả bên chồng. Mẹ đã làm dâu nửa đời nên mẹ biết cay đắng trăm bề nước mắt gian cơm. Nếu mẹ chồng có quá khắt khe, con hãy vì thương chồng mà hết lòng chiều chuộng. Đi đứng khoan thai nói năng cho nhỏ nhẹ, kẻo đám em chồng con nó mãi mỉa nặng lời. Mẹ ơi, gái lớn lên là phải theo chồng, con cũng biết vậy nhưng lòng nghe nhiều lo sợ. Mười mấy năm sống êm đềm bên mẹ, nay một phút xa rời bao hình ảnh thân yêu. Về sống bên những kẻ lạ người xa, phần lo sợ phần thương nhớ mẹ. Cực khổ gian lao đến đâu con gắng chịu, nhưng biết làm sao những mài rủi trong đời. Tiếng ai hát giữa đêm canh vắng, âm thanh buồn nghe cay đắng làm sao. Má ơi đừng gả con xa, chim kêu vườn hu biết nhà má đâu. Buồn quá ha. Con thấy con xúc động lắm á, khi mà cô hát đến những câu cuối của bài. Con không biết là dắt dâu con nhớ bà ngoại hay con nhớ mẹ hả con? Hay là không sao phải con? Tại vì khi mà bước vào cuộc hôn nhân gia đình á, để đi về làm vợ và làm dâu, tôi làm dâu 3 năm rất là vất vả, cho nên là đối với tôi khi mà bước vào cuộc sống gia đình thì chỉ toàn là khó khăn vất vả, cho nên là tôi nhớ lại là tôi rơi nước mắt. Yeah. Là 18 tuổi đi lấy chồng. 18 tuổi thì má tôi gả. Yeah. Chú ơi. Cho ông xã tôi, thật sự là do mai mối, không có quen biết gì cả. Mai mối hả? Dạ, cho nên ngày đó tôi thật sự mà nói, nếu mà đưa tới một người
không đẹp, không bình thường thì chắc tôi cũng không biết từ chối. Nhất là trong đó là cô ông xã tôi rất là đẹp trai. Dạ. Đây là hình trời của ông xã tôi ngày xưa. Nãy giờ con thấy cô giữ, cô dình, cô ôm trong người á, cũng như một báu vật luôn á. Hot boy nè, thấy chưa? Trời ơi, đẹp quá trời luôn mọi người ơi. Trai quá lâu rồi. Rồi. Dạ. Rất là đẹp. Bao nhiêu năm rồi giờ? Năm đó hình như là năm 78 ha anh? 76 rồi. Lúc đó chú bao nhiêu tuổi? Lúc cưới hả? Lúc đầu tiên gặp cô á. Lần đầu tiên gặp cô bao nhiêu tuổi? Là 18 tuổi. 18? 18 tuổi cưới luôn. Gặp là cưới luôn hả? Tại vì thật sự ra là không có quen biết. Dạ. Chỉ mai mối thôi. Nhà cô nhà chú gần không mà mai mối? Cũng xa. Xa là cô ở đâu? Nhà ở Chợ Gạo, tôi thì ở dưới xã An Thủy ở dưới kia. Giáp với Gò Công Tây. Nhưng mà gần bà dì Hai với ông Bảy là ông làm mai. À. Ông làm mai đường chỉ thôi. Rồi tôi lên tôi chơi đó, thì dài đó tôi đi chơi đó, thì chỉ vậy thôi, rồi mình đi qua đi lại mình nhìn vậy thôi chứ. Trời, hồi đó đâu phải hồi năm đó là năm 70 mấy, 72, 73 thì còn khờ dại mà còn dữ lắm. Dạ. Chứ không phải lúc đó nó thật sự rồi còn tắm ở trùn luôn á, không nói chưa thật á, chứ không phải là chuyện đó, tại hồi nhỏ không có biết gì hết á. Rồi chỉ vậy rồi đi ngang nhìn qua cái là cái chạy đi chỗ khác vậy đó hả? Ừ. Nhìn thấy lần đầu tiên nhìn thấy cô sao chú? Đâu mình nhìn thấy rồi mình cười cười vậy thôi, vậy chứ thôi, không để ý gì luôn hả? Không để ý, không biết gì hết. Rồi trời sao? Gặp chính thức thì sao? Lúc nào thì gặp chính thức? Chính thức là bắt đầu là đám hỏi. Ủa gì đâu, chưa mà mới có chạy qua chạy lại nhìn rồi. Rồi làm mai rồi. Làm mai lúc nào? Làm mai lúc thì làm mai lên hồi thời lúc trước đó, nhưng mà làm mai rồi cũng như đặt rượu này kia đó, rồi mình đi ấy vậy thôi. Vô đặt rượu nhìn nó thấy có nhìn kỹ đâu không? Có thấy. Không thấy luôn hả? Đâu có thấy nữa. Ủa sao kỳ vậy, sao đặt rượu mà sống nhìn được? Đó, không đi nhìn. Người ta nhìn mình không à. Cái bên gái người ta nhìn mình không à. Lúc đó tụi đứng một chỗ vậy nè, thiệt á, không có dám nhúc nhích luôn á. Là ngó từ trên xuống dưới rồi coi có được không. Lúc đó chú đâu có nhìn được cô đâu. Không có nhìn. Ở mấy vợ tôi là ở đâu, ở trong buồng á. Ở trong buồng á, rồi mấy cái phụ kho á, đóng bao kho á. Trời, nhìn thấy cặp mắt không à. Hí ra vậy không? Không hí, mà thấy cặp mắt không, mình nhìn vô kho tại nó đóng kè nè. Dạ. Là thấy là mắt không à, mình hết hồn luôn á. Lúc đó là cô thấy chú chắc rõ lắm hả? Không, đứng chắc rõ chắc nghĩ, chắc không rõ. Dạ. Tại vì đứng xây ra. Nhưng mà cô nhìn nó ngoài, ở trong ra chắc nhìn kỹ lắm á. Nhưng mà thấy lưng không? Ủa sao thấy lưng không? Tại vì mình đứng cái từ trong cái bàn thờ mình dùm ra. Dạ. Còn cái chắc trong kho thì đâu có làm trước nhìn được, mà phải ở trong buồng. Dạ. Ủa nhưng mà sao không cho cô dâu đi coi mắt vợ, đi đem lễ vật mà không cho coi mắt gì kỳ vậy? Thì đó rõ là hồi đó là vậy đó, tôi không thấy là không biết sao. Lúc đó nôn không? Nôn chú muốn gặp mặt không? Đâu thì mình cũng có thấy rồi, mình rình mình thấy là hồi đi mai bên đó đó. À chứ rình thấy chứ nữa là không được nhìn thấy. Đi lướt qua nhau nhìn là cũng không có để ý. Kiểu vậy á. Thì đó mà chứ nhưng đâu, mà chú, cô đúng. Lúc đó cô có nôn muốn gặp nhìn thấy chú coi như tương chú. Tận không? Hình như vợ tôi không biết. Thì tôi nghĩ là làm mai mối là hình như chắc vợ tôi chỉ cái người mai là chỉ vậy thôi chứ vợ tôi cũng chưa biết. Mày không còn đúng đó à. Thật sự mà nói thì không có biết lấy chồng là như thế nào. Chỉ nghe má nói tao gả cho thằng đó rồi nó lên mày coi nó coi. À, được thì mày đám cưới. Thì tôi nói ai biết má tính sao tính. Thì hồi xưa 18 tuổi rất là khờ. Không có nghĩ gì hết trơn á, không có biết lấy chồng là như thế nào. Bởi vậy khi về nhà chồng thật sự rất là khó khăn. Nhưng mà sau đó nhưng mà cái lúc mà cô hí con mắt ra cô nhìn chú á là cô thấy chú làm sao? Chỉ nói rằng sao cũng được hết á. Sao cũng được. Lấy chồng cũng được mà không lấy chồng cũng được. Không có nhìn kỹ luôn hả? Không có cần biết tình thương, tình yêu hay là tìm hiểu cái gì hết trơn. Hồi xưa không có nghĩ nhưng chuyện mà đó. Cái nhìn đầu tiên của cô khi nhìn thấy chú là cô nhận xét chú là người như nào nè. Nhìn cao to đẹp trai hả cô? Rất là đẹp trai. Nhìn thấy rất là đẹp trai. Là thấy là ai cũng nói hey, mày cái thằng đó nó được mày. Nó đẹp. Cao lớn rồi rất là đẹp. Mà hồi đó không có mập có bụng như vậy. Đó, có thấy hình rồi, có thấy hình rồi. Ốm giống như tài tử vậy đó. Mà hồi xưa thật sự cũng không biết tài tử là cái gì. Bây giờ thì dùng lời nói vậy chứ hồi xưa không biết.
Rồi cái ngày con mắt đó bao lâu thì bắt đầu mình đám cưới? Chắc cũng chừng 2-3 tháng gì đó rồi không đám hỏi là bắt đầu nhìn thấy mặt nè. Đó. Từ lúc mà đi coi đi qua dặm là dặm hỏi tới đám hỏi thì mới thấy mặt nhau, mới nhìn trực diện nhau đúng không? Rồi. Là đám hỏi là mình cũng ở được rồi nói chuyện về chứ không dám mà đứng gần đó. Cũng không đứng gần luôn. Vậy là không có được nắm tay luôn chúng. Trời ơi, không dám luôn chứ không phải là nó. Sao không dám chú? Trời ơi, nó rung. Trời ơi, tôi nói thiệt như hồi xưa không biết sao, chứ giờ không biết sao nha. Chứ ai mà nằm trong hoàn cảnh đó đó ha, nói thiệt. Bất cứ con trai mà lần đầu tiên mà gặp người phụ nữ hay gái gì đó vẫn bảo đảm phải rung. Rung lắm hả? Không rung tôi chết liền. Tôi nói thiệt. Trời nó rung nó thiệt, cái tay mình vịn lại còn không được luôn á. Từng nó vậy đó chứ không phải là nói chuyện. Cô bữa đó có rung không cô? Không có biết gì hết, nhưng mà có điều là khi thấy ổng đứng gần tim nó cũng nhảy hồi hộp mà không có biết thương không có biết thương yêu không thấy cũng như người bình thường, như người bạn hay cái gì vậy đi. Mình nghĩ cái ông này rồi khi mà về cưới về rồi sau khi đám hỏi xong rồi bao lâu thì cưới? Đám hỏi xong rồi cũng phải lên xuống để hỏi thăm. Nói thiệt hả, lên đám hỏi xong mà muốn lên á để nhìn mặt thôi, hoặc là quẹt về cái trời ơi nó mừng chưa tôi thấy luôn. Ơi chạy về ai quẹt sao quẹt dính quẹt vậy cái đi ngang rồi, đi ngang hả chú? Dạ bộ quẹt hả? Thì bộ anh về nha, cái vậy đó anh về nha. Còn giả bộ đi ngang là quẹt vậy đó chứ không phải là nói chuyện giờ bơi đâu không có đâu. Trời ơi nó rung mà nó lạ rồi chạy muốn té luôn á. Nhưng mà thật sự hồi thời đó là chỉ có ông già tôi thì có xe, có chiếc đà đam. Đà đam là dữ rồi đó. Thì chạy về muốn xuống kinh không á, thì muốn xuống mương không á, tại vì mình mừng được vịnh được cái tài đó vậy đó. Nó vậy đó chứ không phải là đã gì hả, chứ không có quen trước quen gì không biết được. Rồi từ cái quẹt đó cho tới đám cưới có quẹt thêm cái nào nữa không? Đám cưới thì không có, thì như có mình có vịnh rồi cũng như mình biết rồi phải không? Đó rồi đám cưới thì cũng bình thường, đứng rồi đám cưới vậy thôi. Chứ đám cưới xong rồi sao, lúc có nắm tay chưa? Đám cưới thì mấy cái gì mai mối kiểu là nắm tay thì mình phải nắm tay thôi chứ lúc đó lại ta kêu mình mới nắm đúng không? Phải nắm đúng phải nắm nhưng mà nắm cũng trời ơi trái tim nó khó chịu lắm kìa. Cái đó là bắt buộc thôi chứ người ta nghĩ là hồi xưa là như bắt buộc đó, không lẽ mình còn trai nó tôi không nắm tôi này chứ không lẽ nói vậy chứ thiệt nó cỡ chứ không phải vậy trắng. Trời ơi khó lắm. Trời chưa trời nó đám cưới còn mắc cỡ vậy đó hả? Rồi cái xong rồi hả? Cưới xong rồi đêm động phòng còn mắc cỡ không? Trời ơi còn nói cái đêm động phòng á, tôi biết tôi chết liền. Sao chú? Ông Hồng cái ngày đó đó là mừng phải không? Chú rể là mừng nè. Nhậu chứ mừng. Quá trời vô trong phòng mà không biết cái phòng nào mà phòng của mình nữa chứ đừng có nói chuyện ở tôi nói thiệt. Lúc đó là mừng là phải rồi đó. Phải hả? Là tối nó thật sự là vô cái phòng mình á, là không biết đâu tại ông già mà già đưa vô thôi. Đó vô nằm đó thôi. Xỉn quá rồi hả? Xỉn không biết gì hết trơn. Tới sáng luôn. Có nói ngày sau á, nói mà nói cái ngày sau á là tôi mới là đêm động phòng đúng cô. Vậy thì con phải cắt ngang chú. Vậy thì cái đêm mà chú xỉn quắc cằn câu á là lúc đó cô có bực không cô? Trời đất ơi, mới lấy chồng mà đêm đầu tiên à, mà đêm đầu tiên mình được làm vợ mà ổng không ngó ngàng gì tới mình hết, ổng xỉn ngủ ngáy không có không cô? Về chỗ lạ rồi mình cũng không có ngủ được, rồi có người nằm kế bên đàn ông nữa mình cũng sợ lắm, không có dám nằm gần. Mà hồi xưa mình đâu có phòng ở đâu mà động phòng. Hồi xưa nói thiệt chứ ngủ trong cái buồng á, cái nhà ba gian mà vợ chồng làm cái giường ở đầu dưới, rồi kế đó là hai cái giường của năm thằng em trai. Ngủ sát một bên chỉ cách nhau có cái tấm bi đô mà nó hay nhảy qua nó chơi với anh nó hỏi này hỏi kia. Trời ơi là nói không phải chứ rủi có ôm nhau hay là cái gì rồi nó dở video qua nó coi cái gì nữa. Mấy thằng đó nó rắn mắt
nó nằm kế một bên mà nó nghe cái gì nói chuyện hay cái gì nó cũng hỏi nó hỏi anh nó năm thằng em trai không à, tại trai đáng mắc gì má chồng sanh con trai không à, không có con gái má chồng sanh sáu thằng con là trai coi như đêm đầu tiên là trống vắng trống vắng cả mấy tháng sau luôn nữa đó. Ủa là sao? Sao chú nói là đêm thứ hai mới đúng là động phòng mà. Đúng, đêm thứ hai mới là động phòng. Sao cô nói tới mấy tháng sau? Tại vì làm việc quá, bị cha mẹ cắt việc cho mần quá rồi không có thời gian. Mấy tháng sau nó thật sự ra là nhỏ gái thứ hai á là hai kêu bằng 2 năm sau mới có con đó là mình nghĩ sao? Chú nhưng mà bây giờ mình nhấn mạnh vô cái đêm thứ hai đi chú. Đói đêm gì? Đó là mình tỉnh táo rồi. Rồi, đêm thứ hai đó nha. À, thật sự là cái phòng bây giờ thì nó có phòng rồi ngon lành kín đáo không? Còn nó thì nó kéo video không hà. Trời ơi. Có cái màn kéo con rồi vậy đó. Đúng đó, là đêm thứ hai là tỉnh đâu này chơi vui vẻ vô nó thật sự người nằm góc. Không ai đụng ai trên. mắc cỡ. Mà đụng vô rồi nó rung, chưa thấy nó sặc cái giường luôn. Nó rung á. Mà họ không biết sao mà kỳ cục. Tại sao mà không có, mình không có nghĩ những cái chuyện gì khác nha. Chỉ nhìn được cái tay thôi mà nó rung. Mà sao nghĩ mà kỳ mà mình muốn không rung mà nó không rung. Không được nha. Cái giường mình sặc luôn á. Rung dữ lắm đó nữa. Thiệt á, tôi nói vấn đề bản thân tôi á nha, còn nói với người khác thì mình không biết. Dạ. Chứ bản thân tôi là chắc mình cũng ít đi chơi, thời đó mình ít đi chơi cũng như là cha mẹ hơi khó rồi mình không đi chơi. Đó thật ở nhà. Bởi tôi nói là hồi 18 tuổi á, thật sự tôi tắm còn ở trường chạy vòng vòng chắc mình Linh ở dưới thời là biết cái bến phà cũ mà. Dạ. Hồi chưa biết bến phà cũ mà. Dạ. Đó là chạy tắm mưa về dài. À. Đó là thời đó đó. Cô, chứ không phải là mình nói. Rồi lúc đó chú rung quá rồi cô làm sao cô? Nghe ổng thở hổn hển mà tim ổng đập mình còn biết nữa đó. Mình cái dạng dạ. Cũng như là mình nghe tim ổng nhảy thịt đó. Rồi sợ ổng sợ mấy đứa em biết gì đó nằm im luôn. Rồi im luôn, nằm không dám trở mình nữa. Rồi im luôn rồi không có chuyện gì xảy ra hết. Nói chung gia đình bên chồng là gia đình làm ăn. Tôi nói mùa nắng thì ổng đi có đôi bò xe, hồi xưa đâu có xe tải chở những cái món hàng như lúa là chở cát, chở gạch, chở lá gì đó là chở bằng xe bò. Mùa nắng thì ổng đi xe bò, tôi nói người ta đặt đi không hết luôn đi. Còn mùa mưa thì ổng đi cày. Ủa nhưng mà trở lại cái chuyện đêm đồng phòng thì chưa thấy có nụ hôn nào hết nha. Không. Mà riết nó mệt. Thật sự là không có. Mà riết nó mệt quá trời luôn. Đêm đồng phòng đó là đêm thứ hai nha, mình nói chứ không phải đêm đầu nha. Đêm đầu là không biết gì hết, ngủ rồi. Thứ hai cũng rung quá trời. Thứ hai cũng có gì luôn. Thứ hai không có gì luôn. Chưa hung được luôn. Không hung luôn. Trời ơi. Rồi dính cái tay xong mà mừng rồi. Sập giường rồi mà con. Dính tay sập giường. Tôi nói thật sự là những tay là mừng rồi. Rồi đến thứ ba chú. Cũng bình thường cũng vậy, rình rờ tay vậy đó. Vậy thôi đó hả? Rồi đến thứ tư. Thứ tư thì nó cũng vậy thôi, riết từ từ nó dặn dặn lại chút rồi ôm chứ không gì nữa. Trời ơi, cái lúc mà ôm chắc người ta giữ thần à? Không, có nó quen rồi. Cô tưởng tới lúc ôm chúng chú mới ở luôn chứ. Quen rồi, lúc đó vậy, là vậy bao lâu, khoảng bao lâu? Cũng lâu rồi, chứ không phải là nói... Vậy thì cả tháng rồi hả? Dạ. Cả tháng luôn á, đúng là cả tháng, 2 tháng luôn á. Hai tháng? Bởi vì là nhỏ gái tôi hiện bây giờ là nó 4 mấy tuổi là lúc là tôi cưới vợ 18. 20 tuổi mới có con. Ủa nhưng cô nhớ không cô? Bao lâu thì sau mấy tháng cô, chắc cô nhớ kỹ sau mấy tháng thì chú mới đặt nụ hôn đầu tiên với cô. Thì khoảng chừng thời gian vài tháng hay gì là ổng ôm ổng hung nhiều. Ôm ổng hung hoài. Hung hoài vậy hả? Không được hung hoài. Không được hung hoài. Mà không nhiều khi mấy đứa em nó thấy nữa. Mà quan trọng là có ông già chồng. Ổng nhìn thấy á. Không, hồi xưa... Tại vì cái nhà có cái tấm chân mài, cái tường mình có đó là ngay cái buồng. Cái sao tự nhiên tôi thì tôi ngồi quay mặt ra. Còn ổng thì ngồi quay mặt vô cái tấm vách đó. Tự nhiên ổng ôm hôn rồi mình cũng im. Nhưng mà tự nhiên sao thấy ổng giang ra. Chứ chụp quay qua nhìn lên cái tấm đó thì thấy dạ. Thấy cặp mắt của ba. Trời ơi. Ổng thấy ổng sợ quá, ổng buông ra. Không phải, nhưng mà tôi nói sự thật ha. Mà sao kỳ như tôi không lẽ tôi suy nghĩ nha. Theo mình suy nghĩ khác nha. Mà mỗi lần tại vì nhưng lúc đó thì tôi
nhưng chẳng hạn như ra người ta nhà sau đi, vợ tôi nấu cơm đi thì mình cũng ra nhà sau làm bộ rồi dịnh rồi ôm vậy đó, mà ôm cái gặp ông, ông dòm thấy nè, tôi nói không lẽ cái ông này mà ông rình mình hả ta. Thôi mà cái gì mà hả gặp vậy là phải buông ra rồi đi đi làm chứ đâu có mà ở đó. Chắc ông già chờ hoài không thấy nó có động tình gì không ra. Ông cứ đi theo rình đó. Đi theo rình có nó có làm gì không? Có nó phải là đàn ông không? Mà không nghe không động tình gì chứ á. Thì đó. Dạ. Chắc là ông già nghĩ vậy đó. 2 năm có con. Có thật. Rồi là... thật sự là bao mấy tháng sau mà mới có một đêm đồng hồng thật sự. Chà cũng lâu à. Lâu là bao lâu? Đầu cả năm trời. Trời, trời ơi trời. Có thiệt. Còn cả năm trời chứ không phải nói chuyện là, anh tại vì anh đi làm về mệt quá rồi không có nghĩ tới chuyện đó chú. Đi làm về đi cài đi trục đi cài, này đi mần quá chưa, về rồi cái mà. Còn ham ăn ham ngủ mà đâu có nghĩ tới. Nằm ôm nhau ngủ vậy suốt năm vậy đó hả? Như vậy chứng tỏ là chú thời điểm đó chú rất là vô tư. Đúng. Thành ra ông già cũng sợ, ông nghĩ chắc cũng thế giới bên kia hay gì, thế giới thứ ba đó. Thế giới bên kia là gì? Thế giới thứ ba. Ông sợ vậy ông đi. Ông đi con trai mình không biết có phải đàn ông hay không. Đúng lâu quá thiệt. Thấy lâu quá thì ông phải có định của nó có làm ăn gì không, sao cứ về hoài không nghe cái động tĩnh gì chứ không thấy. À, chú nhưng mà là ông nội là rình ông nội mỗi lần bắt gặp vậy rồi thôi chứ ông nội không có ý kiến cái còi không vậy. Không nói gì hết. Không nói gì hết hả? Rồi ông đi à. Khó hiểu mà. À. Mình lại mình nghĩ khác nữa chứ. Thì mình nghĩ nãy như tôi nói đó. Dạ. Không lẽ tôi nói. Không lẽ ba mình cũng rình mình hả ta? Mỗi lần ra gặp cái là có ẩm à. Ừ. Đó. Rồi cứ mình bỏ mình đi chứ không phải là mình ở đó nữa. Không, đôi khi, tại vì đôi khi ông già cũng nghĩ nghi con mình. Cũng nghi ngờ biết này có mần ăn gì được không. Rồi mà sao không thấy nhất nhất gì hết. Ông nghi vậy thành ông mới rình gặp chú chung vậy. Nếu mà con chú mà cứ về mà cả năm trời không nghe động tĩnh thì chú phải rình có nó. Nó còn mần ăn gì được không chứ. Yeah. Rồi cuối cùng chắc ông có tới ngày ông rình được. Ông thấy mần ăn ông mới tin. Trời vậy là không lẽ cái đêm động phòng là ông nội thấy. Nhiều khi vậy. Sợ cái chuyện đó. Sợ hả? Ai cũng sợ, ông xã tôi cũng sợ mà tôi cũng sợ. Chú ơi. Tại vì không có cái phòng mà để. Bây giờ có phòng đóng kín mít để mình làm gì thì làm. Còn ngoài đó hồi hộp lắm, sợ em sợ. Nó chạy vô. Sợ ba má chồng. Cái màn cái kéo lột qua vậy là được. Xong thôi. Tại vì cái tấm màn, cái cửa buồn á. Cái màn bông 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 á. Sợ lắm. Ở dưới quê là mấy cái màn bông bông. Thì thường quá. Nhưng mà thật ra. Lên nằm ngủ ai cũng sợ, không có dám rụt rịch. Như vậy là nắm cái tay rung sập giường. Ôm cái nó còn rung nữa. Rồi tới ngày động phòng chắc cái cảm giác sao chú? Chắc lén lút dữ lắm, nhanh một lắm. Năm đó. Gấp rút lắm. Động phòng gấp rút lắm. Đó là nhiều khi giờ mình không nghĩ tới được phải không? Đó cho bằng bất ngờ á. Cũng như mình không hiểu nổi. Tấn công lên mây rồi đó. Bất ngờ. Đó cũng như lên mây rồi. Quá chừng. Đánh nhanh rút gọn không chú? Dạ. Lẹ đó. Lẹ chứ để thôi. Mấy đứa em ghiến màng. Nó muốn tung vô là nó tung, nó chạy vô là chạy thẳng vô luôn rồi. Làm sao nó thời thiệt khổ thiệt. Thấy thương quá thiệt luôn á. Hồi hộp dữ lắm. Mỗi lần mà ôm nhau hay ngồi gần á. Linh giờ bao nhiêu tuổi? Dạ, 51. À, 51 vậy là cũng chưa nữa. Cái hồi đó nó chưa còn. Linh cái tuổi đó còn ấy là chưa biết đâu. Trời chưa nó khổ khắc khe dữ lắm. Hồi xưa đó lúc đó là năm 7 mấy rồi. Đúng rồi. 7 mấy chắc cũng còn gọi là hơi phong kiến chút xíu. Đúng rồi, phong kiến. Dạ. Đúng. Tại vì đám cưới vợ tôi nè, tại vì hình ở giờ thì kia không có. Đám cưới là năm 73. Năm 73. Đúng rồi. Xe Lam mà. Năm đó mà, còn có chút xíu à. Mà cây lậm. Cái lọng. Nhớ cái lọng. Cái lọng kè á. Cái lọng rồi hai người đi hai đó. Rồi tôi còn nhớ. Nhưng bây mà gì? Chắc là ở dưới quê á thì rồi. Cho nên là vẫn còn phong kiến như ngày xưa mẹ bây con. Vậy thì lấy nhau 2 năm sau mới có con đầu lòng. Đúng. Là con gái. Gái. Dạ. Yeah. Rồi bao nhiêu năm nữa có con nữa? 10 năm. Sao 10 năm dữ vậy chú? 10 năm có nhớ thằng con ấy đó. Trúc á. Trúc xô bít chứ hả? Trúc xô bít. Là 10 năm sau mới có đó. À dạ. Vậy là con lớn của chú là nay nhiêu tuổi rồi? 46. 76. 44 mấy. Rồi Trúc là sinh năm mấy?
86. 86. Ủa tại sao lại xa vậy chú? Không biết, mình cũng nghĩ nó hơi... Hay là nhát quá rồi? Không phải, không có bị nhát hay không, nhưng mà... thật sự mình đến với vợ mình thì cũng có, phải không? Cũng bình thường. Nhưng mà tại sao mà cứ đỏ nghĩ nó không để cho đứa lớn thì nó lớn đi. Rồi, tặng mà nó lớn, tặng nó biết. Chăm đứa nhỏ. Giữ em. Dạ. Tôi nghĩ vậy chứ không phải là... Rồi không biết là mình... suy nghĩ vậy rồi thằng ta nó không có con hay sao mình không biết đó là từ chỗ đó thôi chắc con thấy thương cô quá cách 10 năm á muốn bắt cóc cô để con hỏi chuyện làm dâu về đi thôi hai chú cháu mình đi ra đây uống nước đi để cô ngồi đây đi để tâm sự riêng đàn ông với đàn ông phụ nữ Trúc Sô Bích nó dữ lắm á làng hoài luôn á chú Trúc Sô Bích có bồ rồi nha, bồ đây cứ ngoài này chứ. Trúc Sô Bích là trai luôn. Ngồi trên luôn hả? Ngồi trên luôn. Trúc Sô Bích là bồ dữ lắm luôn, ba bốn đứa đằng theo hết luôn. Thôi, ở đây là một cái quán Thanh Xuân. Có một cái menu uống nước đây. Chú chọn một cái thức uống nào đi, trở lại Thanh Xuân nè. Rồi trăm năm hạnh phúc nè, ngày ấy và nay nè, tuổi mộng xứ hoa nè, mực tím nè, tình khúc vàng nè. Chú chọn thức uống nào? Dạ, cái này là mình chọn kiểu sao là theo... thích, mình cảm giác mình thích cái tên nào mình chọn. Mình thích hả? Dạ. Trở lại Thanh Xuân, trăm năm hạnh phúc. Cái này là trăm năm hạnh phúc. Dạ. Hay, cái này là trăm năm hạnh phúc rồi. Dạ. Cái này là... Là chọn trăm năm hạnh phúc ha. Dạ. Dạ, rồi. Mày chú dùng một thức uống mà rất nhiều người thích uống đó là trăm năm hạnh phúc. Dạ. Mời chú. Với ai ngày mãi là người tình trăm năm. Rồi chú dùng đi, chú dùng thử đi. Như vậy là chú trải qua cuộc tình là 40 mấy năm. Dạ. Những ngày đầu tiên là không biết yêu là gì. Không biết yêu. Nắm tay còn muốn sập cái giường luôn, rung sập cái giường nó luôn. Nó rung chưa từng thấy. Thì có lẽ trong cuộc đời của chú từ lúc thanh niên cho đến lấy vợ là chú chưa biết yêu là gì cả. Không. Không biết một cái hình bóng người con gái là gì cả. Đúng, đúng. Dạ. Rồi sau đó sinh đứa con đầu tiên. Rồi 10 năm sau mới có đứa con nữa. Rồi. Trong lúc đó thì chú đi làm ăn ở đâu? Ở nhà gần đó hay là đi làm xa? Đi làm công ty kháng trục vết ở Thị Nghè. Tức là chú bỏ quê mình đi lên thành phố làm việc. Dạ. Chú đi con mình hả? Lúc đó là nó thật sự là trung lính. Trung lính chứ trung dự cộng. Rồi chú đi lên, chú lên Sài Gòn chú làm việc. Yeah. 10 năm chú ở Sài Gòn, chú ở với ai? Đâu làm công ty kháng trục vết là ở dưới cái nhà bè, nó có cái nhà bè ở luôn. Rồi. Rồi nhà bè đó nó mới đi, chẳng hạn đi đầu nạo vét kinh rạch. Nạo vét kinh rạch á. Dạ. Chẳng hạn như Cà Mau. Rồi. Đồng Tháp. Câu Lãnh rồi này cắt. Chú đi miền biệt 10 năm như vậy hả? Ừ, đi 10 năm. Đi mình ơn hả? Đi thiện mình, không bà xã lúc sau cái con lâu lâu mới lên. Không bà xã theo. Theo luôn. Sau rước theo luôn. À. Có lúc nào chú ở một mình ở trên Sài Gòn này không? Ở một mình ở Sài Gòn. Dạ. Có. Vậy chừng lúc đó có một cái bóng hồng nào mà chú để ý hay là một bóng hồng nào để ý chú không? Không. Không mà không có đi luôn. Không đi đâu luôn. Không, tại không. Vì mình không dám đi Sài Gòn đi chơi rồi không dám, chỉ có bạn bè đi chung với bạn bè đi. Có đi chung một người con phụ nữ nào không? Không luôn. Có vợ tôi lên. À. Từ hồi đó giờ từ lúc chú lấy cô tới bây giờ là không có để ý một cô nào hết. Đúng. Không có nắm tay một cô nào khác mà không cô. Không có. Có chứ.
Có hả? Có, tại vì đi xa thì mình cũng có nắm tay rồi này kia, những cái người cũng như là thích mình á thì cũng có chứ không phải là không có. Có. Ở đâu? Là nhớ không? Cà Mau. Cà Mau một cô. À. Ở đâu nữa? Thì Cà Mau đó, ở Cà Mau, ở Tắc Dân đó. Là một cô đó. Tắc Dân nhân dân. Cô đó tên gì? À, cũng tên lâu quá rồi không nhớ. À. Coi như là cô đó đẹp không? cũng thường thôi chứ không để nhưng mà làm sao để chú người ta là qua hậu rồi, làm sao để chú sao xuyến cô ấy mà nắm tay cô ấy không? Thật sự cái đó là mình cũng nói ngay là người đàn ông thì vấn đề xa nhà, vấn đề nó khác, là sinh lý nó khác rồi, phải không? Đó thì chỉ mình biết để vui chơi rồi qua cái cơn đó thôi, chứ thật sự nó cũng không có gì để giải quyết sinh lý thôi đó hả? Dạ, nhưng mà cũng không có giải quyết sinh lý, nhưng mà để quen rồi nó qua, nó lãng qua đi cho nó đỡ buồn trong lúc xa vợ đó hả? Dạ đúng rồi. Nhưng mà lúc mà nắm tay cô ấy chú có rung muốn sập giường như không, là lúc nắm tay đâu, vợ không? Đâu có rung gì nữa, lúc đó nó quen rồi rung gì nữa. Tới người thứ hai là quen rồi đó hả? Quen rồi. À, là nắm cái rà ào vậy đó hả? À, ngoài cô đó ở Cà Mau ra còn cô nào nữa không? Không, cũng có chứ, đi mấy chỗ khác thì cũng có quen vậy đó. Cô nào nữa? Để coi. Để coi, nhớ nhiều cô quá đúng không? Đâu, ở ngoài Lạng Sơn cũng có nữa. Lạng Sơn cũng có nữa hả? Chú ra tới Lạng Sơn luôn. Đi Lạng Sơn rồi về, sau về đi nghỉ làm sáng, đi về làm điện lực nè. Là cái cô Lạng Sơn là cô người Bắc hả? Người Bắc. Người Bắc, tại vì ra ngoài đó đi công tác ở ngoài đó đó. Rồi cũng buồn quá. Yeah. Cũng muốn quen cho nó qua ngày đoạn tháng á. Đi 15 ngày, đi với sếp ra khoảng 15 ngày. Gì cũng 15 ngày mà quen rồi. Thì ra ngoài đó thiếu gì người. Trời. 15 ngày cũng buồn nữa. Là quen cho đỡ buồn thôi. Dạ. Thì người ta nói chuyện mình thì quen, giờ mình phải nói chứ sao giờ. Ví dụ ngủ một khách sạn đó. Ngủ khách sạn đó luôn. Mình ngủ cái thằng đó thì cái người tiếp viên ở đó đó thì mình cũng nói chuyện vậy thôi. Rồi Lạng Sơn quen rồi, đâu nữa? Cà Mau rồi. Hai cô. Sông Đốc là chỗ đó, Sông Đốc đó là một cô nữa. Sông Đốc là cũng quen vậy đó, nói chuyện thì vậy thôi chứ thật sự là cũng không có gì. Đó. Cũng không có gì yêu lâu dài. Chỉ quen chơi cho vui rồi để cho đỡ nhớ vợ hả? Đúng, để nhà thôi. Thì không phải là riêng mình, thì cũng 4-5 bạn bè bạn thân đó cũng lên nhậu rồi nói chuyện rồi chơi chọc ghẹo vậy chứ. Cô có ghen không? Vợ tôi hả? Ừ. Về cũng ghen lắm, về nói nhưng mà mình cũng chối không à chứ. Nói chối gì nó không có quen ai nữa. Chối hết luôn. Rồi có bạn khi nào bạn nghi ngờ, tại vì phụ nữ hay lắm đó chú. Hình như người ta nghe hơi gió gì người ta cũng biết là có chứ. Nghi hả? Có, nghi Tắc Dân. À, nghi ở Tắc Dân là ở Cà Mau á. Cà Mau. Quỳnh Linh biết không? Biết. Tắc Dân. Biết rồi. Tắc Dân. Tự nhiên chiều có thấy xuống tới dắt con xuống, tôi nói trời ơi. Đi đâu dưới này? Nó nghe ông dưới này dữ lắm mà lỡ rồi sao giờ. Nhưng mà thật sự không có gì trơn á. Thì xuống là mình đang làm mà đâu có gì đâu. May quá, đang làm đang nắm tay chết rồi. Xuống nhà bè ở rồi vậy thôi chứ không có gì. Không có đánh ghen gì hết. Không, đâu có ai nào đánh. Còn cái cô đó đâu? Thì cô đó không có, chỉ nghi vậy thôi chứ. Nghi thôi đúng không? Thực sự đó, cũng thằng em nó về nó nói trời thằng đất lỡ rồi, nó về nó nói vậy rồi, nghe. Nhưng mà thật ra là mình đi về mình nhớ vợ, nhưng mà mình quen cô đó chơi qua đường vậy mình để cho đỡ nhớ vợ, hay là thật ra mình muốn quen để mình gọi là quen luôn. Quen luôn hả? À. Rồi. Vậy là Quyền Linh chưa có nằm trong hoàn cảnh đó. Chứ tôi nằm trong hoàn cảnh đó nè. Ăn cơm. Chưa chắc ăn xong nữa. Chén nó bay. Tại vì gia đình của tôi là tôi là một cha khác mẹ. Một mẹ khác cha. Còn mấy người kia thì một cha mẹ tùm lum á, ba người con lắm đó. Thành ra tôi thấy cái hoàn cảnh đó đó, mà mỗi lần ngồi ăn cơm chung á, hồi đó nha,
là cha mẹ tôi là nói chuyện cự cãi hồi là chén nó bạc thôi. Nói thiệt tôi nói á, bắt đầu hồi tôi nói là bắt đầu mà tôi quen vợ tôi, bắt đầu cưới vợ tôi nói là không bao giờ tôi có người một thứ hai nữa. Tôi nói chết bỏ. Thật sự bị thương cỡ nào hay là đẹp cỡ nào tôi cũng không chịu. Tại vì mình thấy cái hoàn cảnh đó là quá sợ rồi. Với đứa con nó rất khổ. Đó, hiện giờ là tôi dạng cũng hai thằng con. À, làm sao? À, cha mẹ thôi rồi có con rồi tôi lại thứ ba. Đó. Thành ra mình thấy cái cảnh đó thôi, đứa tôi là con chung, hai người gặp lại mới có tôi. À. Đó, còn mấy người kia lại có là con riêng. Đó. À. Thì nói vậy đó. Mình thấy trời cái khổ lắm. Mình thấy cái người đi trước vậy rồi mình không muốn đúng vướng bận. Đúng. Dạ. Chứ mình nắm tay cô gái khác cũng thấy thích hơn ha. Nhưng mà thì cái đó là phải thích rồi. Đó là chắc chắn ai phải thích thôi. Nhưng mà có cái suy nghĩ lại là nó có không được đúng không? Dạ. À. Đúng rồi. Nhờ cái đó đó. Chứ không là nắm luôn rồi đó ha. Dạ đúng rồi. À, rồi. Đó, cô có nghe hết chưa? Cô nói là nhiều lắm. Nhiều lắm. Tức là chú chỉ kể sơ sơ vậy thôi. Chỉ có nắm dài bàn tay, cà mau chơi. Sông Đốc rồi Lạng Sơn này kia chơi. Dài bắt cô qua đường. Để dạ, đỡ nhớ vợ thôi đó mà. Cô rồi mỗi lần mà cô phát hiện ra một cái điều gì đó là cô buồn hay cô tức giận hay là sao cô? Thì buồn thì phải buồn, đàn bà ai không ghen. Dạ. Mình ở nhà mình chăm con cực khổ, ổng đi ra sung sướng, ổng không phụ mình chăm con mà ổng còn đi chơi bời vậy đó. Dạ. Đi đâu thì có ghệ đó. Dạ. Nhưng mà ổng không có. Rồi là có lần là cô ẵm con đi tìm luôn. Rồi lần đó ổng ở dưới Cà Mau á, ở lâu quá mà không về. Cái thằng em chồng đó nó về, tôi mừng quá chạy lên hỏi, ủa ảnh không có về hả? Ổng không có về đâu, ổng có bà khác rồi. Trời đất ơi. Nó nói mà nó cười cái dạng, nó nói nửa giỡn thiệt, nửa thiệt nửa giỡn. Nhưng mà nhìn cái cách nói thì tôi biết là thiệt. Nó nói vậy giờ ở đâu chú cho tôi biết là tôi đi xuống dưới coi. Thì tôi giỡn năm đó 26 tuổi, là con 6 tuổi. Dạ. Yeah. Mà thật sự mà nói hả, hồi xưa giờ không có đi xa. Mình gái quê rồi ở nhà không có đi đâu hết trơn, sợ lắm, đi xa cái sợ bị lạc á, sợ lắm. Cái bắt đầu cái tôi tức quá cái tôi đi, tôi dẫn con tôi đi. Trời ơi, mà từ ở chỗ tôi á mà đi xuống tới chỗ ổng á, tôi đi mới đi 2 ngày đó. Trời ơi, tại xe nó chạy hồi xưa khó đón xe lắm. Dạ. Từ nhà tôi phải đi một chuyến xe rồi tôi qua tới Cần Thơ. Rồi từ Cần Thơ tôi mới đi xe Cà Mau, nhưng mà tôi qua tới Bạc Liêu là tối rồi. Rồi phải ngủ khách sạn. Không có ngủ cái nhà trọ ở tại bến xe luôn. Dạ. Đằng sáng mình đi sớm xuống dưới. Tại thằng em nó nói chị đi chị cứ nhìn xuống sông, chị thấy chỗ nào mà nó có cái chiếc sáng nó đang làm á thì chị kêu xe ngừng lại, chị xuống có một chiếc đó thôi. Cái tôi đi nghĩ bây giờ mình tối quá rồi mình đi rồi mình làm sao mình nhìn dưới sông, thôi ngủ lại đây đi. Rồi đêm đó ngủ ở nhà trọ. Đúng là một đêm khủng khiếp. Tôi nói đông người rồi trải chiếu ngủ gần vậy đó. Dạ. Yeah. Nửa đêm mới có cái ông kia ông làm như ông xỉn hay gì á. Ông mò qua chỗ tôi. Trời ơi. Trời, tôi sợ quá, tôi ôm con tôi ngồi sát vách tường. Cái tôi thấy tôi sợ quá rồi mà tôi không biết sao mà hơn là ngày xưa có nhiều người ở đó. Cái ông kia ông nói mày đi rồi đằng kia mày ngủ không là tao kêu bảo vệ đó. Thì nói mấy bằng kia giỡn chút chứ sợ gì dữ vậy. Nó nói vậy á. Trời ơi, mà lúc đó thiệt. Mà lúc đó là con muốn quay về không con? Không được, phải đi xuống. Vẫn phải đi. Phải đu xuống với tức nó không có về được. Dạ. Sáng lại thì đi sớm xuống dưới. Cái thấy chiếc sáng thì mừng quá. Cái bắt đầu kêu ngừng lại xuống. Xuống thì ổng đi làm, không có nhà. Có mấy người bạn đó, nó để ra cho hay. Thì xuống ổng thấy ổng cũng bất ngờ. Cái nghĩa là ổng không ngờ mình đi xuống đó vậy đó. Mà nghe nói cái bà đó thì chủ nhà máy xe lúa. Dạ. Cô có gặp chưa? Không có gặp, nhưng mà người ta nói lại vậy đó. Thật ra mình xuống như vậy là mình cũng đã đánh tiếng. Người ta biết rồi. Biết. Hồi xưa mẹ con cũng vậy. Ừ. Hồi xưa mà ba con thì hiền lắm, là tại vì ba con là người ta thích ba con, cái người ta cứ viết thư á. Ừ. Cái là ba con thì kiểu lịch sự mà đâu có mình cũng không từ chối, mà tới thì không tới. Cái về mẹ con giặt đồ, mẹ con thấy cái thư trong túi áo.
Là thế là bữa sau ba con đi là mẹ con là chở anh hai con đi, đi với anh hai con á, là dắt anh hai con theo đi xe lam, đi theo đi xuống dưới. Rồi gặp ba con rồi ôm ba con làm như rất là gia đình hạnh phúc chứ không có cái gì hết trơn á. Dạ không phải là mình đi đánh ghen, mà mình đi là để cho người ta thấy là gia đình tôi rất là hạnh phúc. Cái đó là cao tay của người phụ nữ. Cũng như là mình nói cho biết là đã có vợ có con rồi. Dạ. Đó dạ, thì đó sao sau cái lần đó thì không không lúc đó không có nghĩ vậy à, dạ. Mình chưa có nghĩ được như vậy dạ. Mà nghĩ là tức quá đi xuống còn sao tính xuống thì thấy rồi hình như là sáng thì nó làm nó kéo đi từ chỗ này tới chỗ khác chứ đâu phải nó nằm hoài chỗ dạ. Nhưng mà có điều là khi ở đó thì quen ở đó thì quen kiểu, đó rồi thôi cái kiểu dạ. Cái kiểu qua đường vậy mà dạ. Đó rồi tụi nó thấy vậy tụi nó cũng biết ông này có vợ rồi mà còn quen vậy đó. Dẫn đi ăn, đi chơi rồi dẫn xuống đó ngủ nữa chứ bộ. Cô nhưng mà mấy lúc đó cô có nghĩ tới là cái khoảng thời gian mà mình mới cưới chồng á, mình đã hy sinh quá nhiều cho gia đình rồi. Mà bây giờ chú còn vậy nữa, cô có tủi thân không cô? Thật sự như tôi nói từ đầu á, bước vào hôn nhân thì tôi đã bước vào cái khổ đau và cái khó khăn. Cái khó khăn lớn nhất là tôi phải làm dâu. Làm dâu lúc 18 tuổi à. Mà tôi phải có một đàn em nó đang nhỏ, nó đang ăn học. Nhà thì trâu thì bò. Mà tôi sợ nhất cái điều là phải dọn chuồng trâu bò. Những bãi phân trâu bò nó rất là to. Mà sáng tụi nó dắt ra đi thả rồi thì tôi phải hốt dọn chuồng để cho nó khô. Đằng chiều nó về nó ngủ trâu bò. Trời ơi, tôi lấy một cái kỳ, tôi rót một cái rơm ở dưới cái kỳ. Mà hồi đó tôi nhỏ con lắm, có chút xíu à. Mà chỉ cần hốt một bãi thôi, bẻ phân trâu hay phân bò thôi là bỏ vô là tôi rinh không nổi luôn á, rinh cống rống luôn á. Rinh đi ra ngoài cái bồn ở ngoài sân á, đặng đổ vô cho nó quay lên, đặng mình trồng này trồng kia, giống như phân hữu cơ vậy đó. Trời ơi, mà hồi xưa nó chưa quen, nó có cái mùi hôi, trời ơi, khó chịu ghê luôn nha, nó ướt, nó tươi đó, trời ơi. Mà xưa đâu có cái khẩu trang đâu mà mình mang. Nó bốc lên mũi tôi, nói tôi ối mửa, mà phải làm, chứ không làm đâu có ai làm. Không có nhớ má không con? Nhớ má dữ lắm. Má thật ra má con đông mà nhà nghèo lắm nhưng mà thương con dữ lắm. Không, cái khoảng thời gian mà nhỏ rất là vui, rất là hạnh phúc, rất là đáng nhớ. Nó sung sướng, nó muốn chơi, muốn ăn, muốn ngủ. Còn về bên chồng thì mình phải ăn ngủ không có được. Mà trời ơi, có lúc ngủ ngon ghê nha. Mà bị kêu dậy 4 giờ khuya là đã bị kêu dậy nấu cơm bằng rửa rơm á. Rồi mấy con trâu con bò nó ăn ra rồi mình gom lại mình phơi cho nó khô rồi mình làm bát ba ông lò ở ngoài chỗ ngoài sân đó mình nấu. Ôi tôi nhớ tôi mới nấu tôi không quen, tôi ngồi tôi chụm vậy mà chụm rơm á thì mình phải đẩy liên tục cho nó cháy không để nó tắt. Rồi mình gom đống rơm mình để chỗ cái cẳng mình đó, mình ngồi đó mình đẩy, tưởng sao đẩy hồi ngủ gục. Gom nó cháy vô tới cái quần, nó cháy vô tới thịt. Nóng quá mới biết mình ngủ gục mình mới hay. Nhưng mà cái gì rồi nó cũng quen. Sáng thì lo nấu cơm vậy ăn rồi mạnh ai nấy làm. Cha mẹ anh em rồi thì đi học, chồng thì đi làm, đi cài. Mình thì ăn xong rồi thì mình dọn dẹp rồi mình quét chuồng rồi mình giặt giũ. Coi như quần quật từ sáng đến chiều tối. Nói chung mần quá nhiều rồi nó mệt á. Dạ. Rồi hai vợ chồng không có ai nghĩ tới cái chuyện mà vợ chồng hết trơn á. Má với ba cắt chiệt mần quá trời đi. Cắt việc nhiều quá, chưa lên mâm cơm ăn, chưa có làm xong cái việc như bữa nay đi gánh rơm. Gánh chưa xong thì ba nói ngày mai đi xeo đất cho bà kia. Cũng như là liên tục cái công việc á. Rồi riết rồi nó mệt mỏi quá rồi cái lần suốt 3 năm tôi làm dâu nói thật. Tôi khóc nhiều lắm á. Có khi nào cô nghĩ tới chuyện cô bỏ cuộc? Có một lúc tôi định ẵm con tôi đi á. Tôi định về má tôi. Nhưng mà tôi nhớ cái câu má tôi với ba tôi nói nghe lời người ta. Người ta hiểu cái gì phải nghe. Thì lúc đó là mình ráng ở lại. Sau khi mà có con được 2 tuổi thì tôi xin ở riêng. Làm như vậy đó, chồng tôi làm, tôi cũng làm. Nhưng mà thật sự vợ chồng tôi đúng là người vô sản. Không ai có tiền hết trơn á. Bởi vì làm thì ba má tôi chấp tiền hết à. Người ta có trả tiền trâu bò cài hay là đi xe bò được thì má tôi lấy hết mà không có cho. Không biết có cho chồng tôi hay không, nhưng mà tôi thì không có được cho tiền. Thật sự 3 năm tôi làm dâu, tôi không có một đồng tiền nào trong mình. Không có tiền để khi mà tôi có bầu con gái tôi thèm ăn cái cốm mà nó có cái xanh xanh đỏ đỏ, cốm bột khoai đó ngọt á. Đi gánh rơm ngang cái tiệm, cái quán đó tôi thấy tôi thèm ghê, rớt nước mắt miếng luôn á. Mà đâu có đồng nào đâu mà mua.
Cô không xin nữa cô. Không xin chú không? Không, anh này cũng tôi nghĩ cũng không có tiền. Không có tiền đâu. Không có ai có tiền hết trơn. Có cho ổng không uống cà phê đồ không thì tôi không biết chứ. Thật sự tôi ở làm dâu 3 năm bên chồng tôi không có khi nào Tết lì xì hay là cho mình đồng tiền nào chứ. Ví dụ ngày dỗ chạp trên má tôi thì má tôi á mua cái bánh gói trà hay gì vậy đó. Rồi kêu anh này chở tôi về. Thật ra không có cho tiền. Không có đồng tiền nào trong người hết trơn. Cô có khi nào cô chạy về với má cái cô nói với má không cô? Có chứ. Tôi có một người bạn mà lúc trẻ tôi chơi rất là thân. Một người bạn ở sớm á. Năm tôi có chồng tôi 18 tuổi thì chị đó chị ở Sài Gòn. Chị nói tôi sao mày ở vậy sao mày không sinh ra riêng. Có nghĩa là mình ở riêng thì chắc có lẽ mình sẽ mần mình được tiền. Thì sau khi mà chị đó chị nói chị tên chị nói vậy thì tôi về tôi nói với má tôi, má tôi mới xuống xin ba má tôi cho tôi ở riêng. Rồi tôi cũng được cất cái nhà má chồng tôi con lộ vậy đó. Cất cái nhà lá, cất cái nhà lá để tôi ở. Mà 10 năm chồng tôi đi đi về về đi làm vậy đó. 3-4 tháng, có khi nửa năm mới về một lần. Hai mẹ con ở nhà. Tôi rất là sợ ma. Tôi rất là sợ ma, những tiếng động ban đêm mà nghe sột sột hay gì đó. Mà cái bữa đó, cái vách bằng lá dừa, lá ở trong tôi có cột mấy cái cây mì cái đó. Đêm đó nằm ngủ, tự nhiên mưa râm râm, tôi nghe ai cắt sột 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 sột. Thì ra ăn trộm nó cắt một dũng bự vậy nè, nhưng cắt vô đụng mấy cái cây mì cái sao nó ngưng lại. Nó không cắt nữa, tôi sợ lắm. Cái tôi về tôi nói ba tôi nói sợ quá, không dám ở giờ ba. Với má nói cho anh này anh về đi, về phụ tôi chứ tôi ở mình vậy tôi sợ lắm. Có một điều mà tôi không bao giờ quên. Cho tới bây giờ, tận tới bây giờ dù mấy chục năm. Đó là con gái lớn của tôi á. Năm đó nó 2 tuổi. Mà nó bị phỏng. Bữa đó là tôi đi làm hợp tác á, lúc đó còn hợp tác. 7-8 hay nhiêu đó còn hợp tác, tôi đi phơi lúa cho sân hợp tác đặng mà kiếm thêm lúa vậy đó, tính điểm á. Thì con tôi ở nhà tôi gửi má chồng tôi, năm đó cháu nó 2 tuổi. Thì tôi đi thì tới trưa tôi thấy em tôi chạy lên bảo nó Thu nó bị phỏng. Ở nhà nấu cái nồi cháo trắng á, trên dàn bếp á, nhưng mà khi nhắc xuống thằng em trai tôi nó không biết, nó nhắc nó để xuống đất. Con tôi đi lại thọc cái tay vô. Vì nó còn nhỏ nó thọc rồi nó không có giật ra. Tôi chạy về thì tôi thấy con tôi á, em tôi nó rửa cái lớp da nó nằm ở đây nè, một cục. Còn ở trên này thì thấy máu luôn á. Đúng đó mới là địa ngục của tôi á. Giác đứa con trên vai, lúc đó nó 2 tuổi. Ở trong bệnh viện, mà hồi xưa cái bệnh viện nó còn thiếu lắm. Tại vì mới qua bình mà. Nó còn bao cấp, nó không có thuốc men gì trơn á. Tay con tự nhiên cái ánh gừng vậy đó. Nằm ở cái bệnh xá đó 2 tuần lễ. Đêm nào cũng dán con ở trên vai vậy nè. Đi tới đi lui để xuống nó khóc. Mòn mỏi quá thì ngã xuống đó. Nhưng mà chồng tôi cũng không về phụ tôi. Tại vì mắc đi làm vậy đó. Thật sự đúng là địa ngục của tôi lúc đó. Nhưng mà cô giận chú nhiều. Tôi không biết giận đâu. Tôi không có thời... Tôi không có cái ý nghĩ giận hờn ghét ai mà chỉ nghĩ là sao mình cực như vậy đó. Rồi mãi cuối cùng thì con tôi nó cũng lành, lành vết thương. Nhưng những năm sau đó thì mỗi lần nó bệnh nó hay làm kinh á, nó giật giật á. Tôi nhớ cái đêm đó. Nhà lúc chỗ má tôi ở đó chỉ có cái nhà của tôi ở ngoài đó và nhà má tôi trong này. Không có nhà ai hết trơn, coi như ngoài lộ đó nó chưa có nhà ai hết trơn. Mà nửa đêm con tôi nó nóng quá mà mình đâu có như bây giờ có YouTube nó dạy này kia nọ. Mình khờ mình không biết, năm đó cũng 22 tuổi rồi. Mà tôi nói nó nóng quá cái nó làm kinh nó giật á. Ôi tôi sợ quá tôi ẵm con tôi mà nửa đêm mà tôi đút cái tay vô nó cắn chảy máu tay. Cuối cùng nó mệt quá hay sao cái nó lả ra nó xỉu á. Tôi tưởng nó chết. Cái tôi ẵm con tôi ẵm hai tay vậy tôi chạy. Mở cửa tôi chạy ra ngoài, tôi chạy qua con lộ qua nhà má tôi. Mà nhà má tôi thì có một cái rào kẽm gai. Tôi nhớ tôi chạy tới cửa thì tôi lết xuống đó.
mà tôi nắm tay tôi giật, một tay thì ẵm con, còn một tay thì tôi giật cái cửa rột rột, tôi kêu má ơi, tôi kêu rất là lớn, má ơi, thì cuối cùng má tôi cũng nghe, tại cũng cách 4-5 mét đi vô tới nhà, thì má tôi ra, má tôi đem vô, rồi má tôi lau mát rồi vậy đó, thì cuối cùng nó tỉnh dậy. Sau cái trận phỏng đó thì nó bệnh, nó hay làm kinh như vậy đó, nó làm như động cái dây yếu, yếu, sau này nó suy lắm. Cuối cùng thì tôi nói với má tôi, với ba tôi, trển nói anh này phải về, không có thiệt bỏ tôi ở nhà như vậy được. Thì sau khi ông về đâu năm 80 hay 82 gì đó, thì ông xin được công việc ở gần nhà đó, ông về sáng đi chiều về. Ông về thì tôi mới sanh tiếp hai đứa con, là đứa con gái, lúc con này 10 tuổi rồi, sanh đứa con gái, rồi sanh 2 năm sau thanh thằng con trai út nữa, rồi thôi vô. Nhưng mà nửa năm sau này ổng chuyển công tác về điện lực, ổng làm, ổng chơi quá. Nói chung là ổng quen cái tối mà đi ăn nhậu chơi bời với bạn bè đó, không có nhớ gì vợ con hết trơn á. Ở nhà của tôi lo hết mà. Nhưng mà những cái vất vả của cô ấy, những cái lần mà con cái nó bệnh mà cô gần như là cô kiệt sức ấy, thì chú có biết? Biết, nhưng mà nói mắt làm công chuyện không về. Người ta có thể có nhiều lý do, có nhiều lý do để biện minh cho cái việc chăm con hay là phụ mình. Đi làm quá về không được, anh là thợ đào, anh về không ai đào. Cũng như ổng làm lát đó, ổng làm. Rồi không, nói chung có nhiều lý do. Thì tôi sau này tôi nói, thôi làm gì làm. Thật sự mà nói, nếu như bây giờ thì không có người đàn bà, cái đứa con gái nào nó chịu như vậy. Thật sự. Còn tôi á, là bởi vì tôi, từ nhỏ tôi đã khổ rồi, nó có cái thói quen rồi, rồi lớn lên lấy chồng vẫn khổ, rồi có con vẫn giữ một mình, vẫn khổ, ôm con giữ một mình, bệnh đau hay là đi học cũng vậy. Sau này mấy đứa con đi học một mình, đưa đi một mình trước vậy. 10 năm ổng đi, ở nhà với một đứa con gái, bệnh bị phỏng vậy đó. 10 năm sau, ổng về, thêm hai đứa nữa, vẫn cực, vẫn khổ. Đang nuôi hai đứa nhỏ đó, nuôi lớn lên đang mà ăn học đó. Ổng về điện lực ổng làm, chỉ được cái là đi làm có tiền đem về, chứ chăm con hoàn toàn không có. Vẫn một tang tôi. Cô, vậy thì điều gì khiến cô vẫn ở trong cái cuộc hôn nhân như vậy? Đó là một điều mà tôi muốn nói để cho mọi người hiểu. Sống mà cuộc sống vợ chồng á, cái quan trọng nhất á là mình phải có lòng tin. Tôi tin ổng. Tôi tin ông xã tôi sẽ không bao giờ có thêm một bà nữa, để có một bà nhỏ, có gia đình, thiết lập một cái gia đình nữa, mà chỉ cái kiểu qua đường thôi. Còn đối với vợ con thì rất là thương, không có cái chuyện mà bạo hành, đánh đập hay là chửi bới. Đó là điều khiến tôi gắn bó với ông ấy đến ngày hôm nay. Và có thể là, tôi nghĩ là có thể là cho đến hết cuộc đời luôn. Nhưng mà con nói như vậy hơi bất công đó. Không, cũng có, tôi không có phải là tôi không biết nghĩ. Ông đi làm có tiền, đem về cho tôi ở nhà nuôi con, dạy con. Đó là một điều tôi thấy quá đủ đối với tôi. Tôi khỏi phải vất vả để đi ra, để mà đi kiếm tiền á. Tại vì có một dạo tôi đã đi kiếm tiền. Lúc đó là con tôi đâu 4-5 tuổi gì đó không biết. Tôi phải đem con tôi gửi má ruột, để mà mình đi buôn gạo. Hồi xưa mới Hòa Bình rồi gạo nó cũng không có thông thương, mà chỗ này thì nó cao hơn chỗ kia. Như lên trên Long Định Cai Lậy thì nó rẻ hơn ở chợ gạo. Cái tôi không có tiền để mua chiếc xe đạp, mà tôi phải gửi cái đôi bông tôi lúc má tôi cưới á, là vàng 10-24, gửi ra bán đôi bông đó để mua được một chiếc xe đạp. Tôi nhớ cái hiệu xe đạp đó là Chiến Thắng, mà phải lên Sài Gòn mua mới có nha. Mua xe để đi làm, để đặng đi bán. Từ ở nhà tôi mà lên tới chỗ tôi mua gạo đó là khoảng 35 cây số đó. Mà năm đó là tôi đạp xe, nửa đêm là tôi đã đạp rồi. Tôi nhớ có lần tôi bị người ta chặn lại không cho đi á. Lấy là 30 ký gạo mà tôi ngồi đó tôi khóc, tôi xin lỗi mà không ai cho hết trơn. Tại vì có nhiều người nữa, nếu tôi nghĩ là cho tôi phải cho hết ha. Yeah. Cho nên là ngồi khóc đã rồi thôi đi về, người ta bỏ về tôi cũng bỏ về. Rồi từ đó là cô nghĩ là thôi chú đi làm chú kiếm tiền đem về cho cô là đủ rồi. Tôi ở nhà tôi lo chăm con. Cô không cần gì hết. Không cần gì hết. Có thích đi thì có nhớ con, nhớ vợ thì tự về, chứ tôi cũng không gọi. Mà ngày xưa có điện thoại đâu mà gọi. Dạ. Rồi Tết về nào về, đi chừng nào đi, cứ vậy đó mà mấy chục năm luôn.
Nhưng mà con thấy ở thế hệ của tụi con á, như vậy là nó bị bất công với người phụ nữ. Không có ai đồng ý, không có người con gái nào mà vậy chịu như vậy. Con sẽ hỏi cô câu cuối. Với những đứa con gái của mình, cô có dạy giống như là ngày xưa bà ngoại đã dạy cho cô như vậy và cô chịu đựng cho tới bây giờ không? Thật ra thế hệ bây giờ không thể dạy được. Không thể dạy được. Nếu như con gái của cô nó cũng rơi, nó cũng có một con gái nhân vất vả như vậy thì cô khuyên như thế nào? Con gái tôi luôn nói với tôi là không có việc gì phải chịu đựng. Nếu sống cảm thấy không vui, không hạnh phúc, không có, nói chung là sống không thấy mà bị khó sống quá đó thì ly dị. Và nói với tôi là không phải chịu đựng. Nhưng tôi thì tôi nói rằng mình chịu đựng với cái mức là người đó không bạo hành mình, không bạc đãi mình, làm có tiền không đem về cho mình thì mình sẽ không chịu đựng. Còn nếu một người cha mà đi làm biết đem tiền về cho vợ, nuôi con rồi không có đánh đập hay là chửi bới gì hết thì tại sao mình không chịu đựng được? Mình cứ cố gắng chịu đựng đi, rồi thì con mình nó cũng lớn lên rồi, sau này mình có một cái là như thế này, nghĩ như thế này. Lúc là tôi 30 tuổi rồi tôi có nghĩ, nếu mà lúc này mà tôi đi sau này con tôi không có cha, không có cha hoặc là theo cha thì không có mẹ, rồi thì sau này tôi muốn đi thăm con tôi hay là tôi muốn lên, tôi sau khi đó tôi lên con gái thứ hai của tôi á, tôi ở tôi phụ nó cỡ 5 năm luôn á. Tôi bỏ ổng đi làm, ổng vẫn đi làm điện lực. Tôi lên tôi phụ con gái tôi cơm nước cho nó đi làm phụ con nó đó. Thật sự mà nói nếu như mà thằng người chồng chấp nói rồi đó có cho mình đi không? Đi lên lo cho con bà nhà bà lo cho tôi. Thí dụ đi. Sau lúc đó tôi là nghĩ như vậy cho nên thôi, ông muốn đi đâu đi. Trời thậm chí hả? Đi nhậu nhẹt hát ca rần rần, lúc này có điện thoại rồi nha. Ở nhà đứa nhỏ nó bệnh, tôi mới nói tối rồi không thấy về. Tôi mới nói ủa anh đâu rồi? Trời ơi hát ca vọng vô cái điện thoại mình á, nghe tiếng luôn, cười cợt hát ca giỡn cho tới 12 giờ đêm mới về. Ăn nhậu chơi bời vui vẻ với bạn bè, không có nghĩ gì tới vợ con hết trơn á. Có tôi lo hết. Sao con bị bức xúc quá con. Nhưng mà thôi, con nghĩ là chắc cô cũng có lý do. Mà cái lý do lớn nhất đó là vậy á. Đó là con cái cô không muốn là mình đi thăm con cũng không được. Không được. Mà con ở với mình thì con lại không có cha. Tại vì thấy rồi, thấy trong nhà rồi. Dạ. Má đem tiền cho con của má thì bị ba la. Dạ. Ba đem tiền cho con của má kia thì bị má nói. Không có được vui vẻ hạnh phúc gì cho nên nói với ông này tránh cái chuyện mà lo rồi phân bì vậy đó. Cho nên là thôi, cô có lý do của cô để cô chọn một cái cuộc sống như vậy. Và con rất là ngưỡng mộ cô về cái sự chịu đựng của cô, cái sự hy sinh của cô. Con phải nói là mấy chị mà có cô là mấy chị quá tuyệt vời luôn. Và con nghĩ là bây giờ thì chú đã nhận ra được cái thời tuổi trẻ của chú nó như thế nào. Và bây giờ con hy vọng là bắt đầu từ thời điểm bây giờ nè, chú sẽ dành cái khoảng thời gian của chú để chăm sóc ngược lại cho cô và yêu thương cô nhiều hơn, bù đắp cho cô nhiều hơn. Một tí nữa con sẽ nói với chú điều đó. Cô bây có giờ, hy vọng vậy không? Bây giờ thì tôi thấy ông già yếu rồi, bệnh tật rồi vậy đó. Cho nên tôi nghĩ là có lẽ là bây giờ ông mới thương tôi. Tại vì hồi trẻ chơi bời này kia, không có lo cho vợ con. Bây giờ hiểu rồi cô. Bây giờ biết rồi. Biết rồi, cho nên là tôi nghĩ là từ đây cho tới hết cuộc đời tôi chắc tôi sẽ được sướng. Tôi nghĩ như vậy. Chứ cô khổ nhiều quá rồi. Bây giờ luôn á. Khổ từ hồi nhỏ cho tới lấy chồng mấy chục năm sau luôn. Dạ thôi con mời chú về. Sao? Dạ. Thấy nãy giờ cô kể vất vả quá, chú đi 10 năm chú có biết, cô hiểu được cái nỗi vất vả của cô không? Đi 10 năm hả? Dạ. Đi làm cái gì? Cô nhà nãy giờ cô vất vả quá, làm dâu vất vả quá, trong những lúc đó thì chú có hiểu không? Có hiểu cô vất vả đến mức như thế không? Chắc về nói thì mình hiểu thôi, nhưng nhiều khi cũng chưa chắc gì tin thiệt là như vậy. Hiểu không? Cũng nửa nặng nửa mỡ đó, như vậy đó.
Chứ chưa tin chắc là vất vả như vậy. Đúng, đúng. Tại vì mình cũng lo đi làm để lấy tiền cuộc sống. Đó, tại vì... Thật ra con thấy chú có lý do của chú. Ờ, chú đi làm, chú kiếm tiền về để chú lo. Đúng. Chú cho vợ con có một cái cuộc sống nó tốt hơn. Nhưng mà có thật sự là khi con nghe cô tâm sự, con cảm thấy bị bức xúc. Bởi vì con đứng ở cái góc độ là người phụ nữ, con hơi bức xúc và con cảm thấy là cô chịu đựng nó, cái sự chịu đựng của cô nó kinh khủng lắm. Ngày xưa làm nó dâu là những cái năm tháng đó ở dưới quê làm dâu là hay gặp những cái trường hợp như vậy lắm. Đâu mà không phải mình... hay, nhưng mà thường xuyên luôn. Dạ. Tại vì cái môi trường, cái xã hội nó là phải vậy. Dạ. Tại hồi xưa là dâu về là phải làm vậy. Mà chú nói là không phải là gia đình của chú mà nhiều gia đình xung quanh. Đúng thì đúng con luôn. Tại vì khi mà con ngồi cái chương trình Tình Trăm Năm này rồi, con thấy hầu như tất cả các bà ngồi ở đây, các bà các cô ngồi ở đây là khi lấy chồng là cả một cái cuộc sống nó thay đổi hoàn toàn. Cô đơn, cái mà lớn nhất của các bà thời ngày xưa đó, lấy chồng xong là rất cô đơn, không có chồng ở cái bên cạnh. Đúng rồi, chồng một là đi chiến trường. Dạ. Hai là đi làm ăn. Dạ. Đó, bà đi biệt biệt luôn. Biệt mà con bị bức xúc cái là các ông chồng á, một cái suy nghĩ rất rất là đơn giản đó là tôi đi tôi quen mấy bà khác rồi, tôi đâu có ở với người ta đâu, tôi đâu có con với người ta đâu, tức là tôi chung thủy rồi. Tôi quen chơi cho đỡ quen chơi cho đỡ buồn thôi mà. Nó là cái mà làm cho con hơi bị bức xúc cái chỗ đó. Sao bức xúc? Người ta quen chơi cho đỡ buồn. Nó lỡ ở nhà cô cũng quen chơi cho đỡ buồn rồi các ông các chú có chịu không? Sao chịu? Đó. Nhiều khi không biết luôn. Nhiều khi không biết luôn đúng không? Ừ. Thì đó hai người đều giống như nhau hết. Con thấy phụ nữ này từ hồi xưa tới giờ phụ nữ là cái người mà thì con nói thiệt họ chung thủy. Phụ nữ Việt Nam là chung thủy nhất thế giới. Rồi. Đôi khi á là nhiều khi phụ nữ cũng nói đàn ông mấy ông á buồn mấy ông đi nhậu nhẹt đi uống bia ôm. Còn phụ nữ chúng tôi không lẽ đi buồn đi nhậu đi uống bia ôm. Vậy thì chúng tôi rất là thiệt thòi. Chú biết sao mà con khẳng định được vậy không? Là tại vì cô ở nhà còn phải nuôi con nữa, phải giữ con kè kè cái bên rồi sao mà đi nắm tay người khác được. Cái thời của chú á là cái thời gọi là nó giống như giữa phong kiến rồi từ từ tiến lên hiện đại chút xíu á. Mà những năm bảy mấy này kia là bia ôm nhiều lắm. Mấy ông ví dụ như không quen được cô này, quen qua đường chơi với cô này cô kia thì đi uống bia ôm cho đỡ buồn trong lúc vắng nhà, vắng vợ, vắng con, đúng không chú? Bia ôm năm bảy mấy đâu có. Ta tám mấy hả? Tám mấy mới có đúng không? Chín mấy. Đúng. 90, từ 95 trở lên. Rồi chú làm vậy đó hả? Dành luôn. Tại đi hoài hả chú? Có đi mà. Có. Thấy chưa? Chấp nhận có. Có đi. Tại vì vậy mình nói thẳng luôn. Tại vì làm điện lực rồi gắn đồng hồ cho khách hàng. Khách hàng đãi. Chứ không gì hết trơn. Thành ra mình là đi. Là dẫn đi uống bia ôm đúng không? Mình đâu tốn tiền đâu chứ hả? Đâu tốn tiền. Không đi thôi về đó. Ai vậy đó. Về chú dẫn ông vô cơ quan đó làm ít thời gian. Chú muốn đi bia ôm không? Chú con mời chú vô phòng số 2. Nãy giờ thì thật ra nói chuyện với chú cũng rất là thật tình. Đúng, con nhìn nhận ra tất cả mọi việc. Nhưng có cái là khi tuổi trẻ mà đôi khi cũng có chút này chút kia. Nhưng khi mình biết dừng lại đúng lúc và mình nghĩ ở nhà vẫn còn vợ con ở nhà, và gần như là mọi thứ nó qua hết. Mặc dù cũng có một chút lỗi của người đàn ông. Thật ra chú thấy đa số người đàn ông đều có lỗi vợ cả, không có nhiều thì cũng có ít. Có những người đã nhận ra cái lỗi lầm đó, sửa sai, nhưng có người cũng không bao giờ nhận ra luôn. Và cuối cùng thiệt thòi vẫn là người phụ nữ, Chứ sự chịu đựng của họ cũng phải nói là rất là kiên nhẫn luôn. Chịu đựng từ ngày này qua ngày nọ, từ tháng này qua năm nọ để giữ gìn cho một gia đình hạnh phúc thôi. Nhưng mà con thấy thế hệ bây giờ là khác rồi. Thế hệ bây giờ là khác rồi, cho nên là các ông đàn ông là phải cẩn thận. Bởi vì chúng tôi đã có cái tiếng nói của chúng tôi rồi. Chúng tôi không việc gì mà chúng tôi phải chịu đựng như vậy được. Nên các ông phải cẩn thận với chúng tôi đó. Bây giờ phụ nữ giải phóng họ rồi. Đúng. Thật rồi. Ra một thế hệ mới, phụ nữ phải tự giải phóng bản thân của mình, không phụ thuộc vào bất kỳ ai cả. Phụ nữ có bản lĩnh của họ, có cái công việc của họ. Và phụ nữ bây giờ cũng kiếm ra tiền rồi. Thậm chí kiếm ra tiền nhiều hơn đàn ông nữa. Vậy thì họ có đôi khi là mạnh tháng 3 là họ vùng lên đó.
Rồi, cảm ơn cô chú rất là nhiều. Cái câu chuyện của cô chú thì thật ra có những cái nỗi buồn sâu thẳm giấu bên trong thôi. Còn cái chuyện vợ chồng thì không có gì mâu thuẫn lớn lắm, cũng có gì sóng gió lớn lắm, mà chính cô là người chịu đựng để có thể gia đình, để cho gia đình hạnh phúc. Và chú cũng đã nhìn thấy cái điều đó ha. Yeah.